anh Trung nói là bác Bảy bây giờ thì đã mắc rồi, mắc trước đây là kéo ra 8 lần. Nhưng mà cái câu chuyện của ông Bảy á, cái thời còn trẻ và khi lớn lên thì được ba anh kể cho anh Trung nghe rất là ly kỳ về cái sự việc là ông Bảy ông đi liệm xác cho cái người mà chết đó các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục câu chuyện ha. Thì ở cái lần trước sau khi mà cái ông chủ ghe với vợ đi mặn đâu đó xa không biết, thì nửa đêm hôm là cái người mẹ đã chết rồi thì bà mới về và bà nói là bay về đi, tía bay mất rồi. Thì nghe nói cái điều đó vậy cũng hoang mang, cũng sợ, thì trong giấc sáng đó là bỏ công việc chạy về. Mà chạy tới nhà ông Bảy thì bà khiến cho cái máy nó không có nổ, làm cho cái gia đình là không thể nào đi, mặc dù rất là gấp, rất là gấp. Và có người ta chạy lên người ta cho hay á, sáng sớm người ta cho hay rồi, người ta nói là tối nay là đúng ông như ông mắc trong cái giờ xấu á, là tối nay đúng cái giờ là ví dụ như là 8 giờ tối á, là sẽ liệm xác và ngay cái giờ đó và hôm sau là chôn. Thì do là chắc là gấp nhưng mà cái máy nó cứ hư vậy hoài. Cuối cùng thì ông Bảy ông xuống thì ông lên trên ghe, thì cái người vợ của cái người chủ ghe đó mới khắng nó: má ơi, nếu mà má mà làm cho cái máy nó chết nè, để dừng lại đây để rước cái người ở trên đây á, thì má hãy cho cái máy con giật lên là nổ, để chứng tỏ là má đã làm cái việc này. Thì giật máy lên nổ thật. Sau đó ông cụ mới cùng với ông Bảy đi theo ghe để coi là cái sự việc nó như thế nào. Thì trên đường đi đến đó đó các bạn, thì tới trên nhà rồi, thì lúc đó bà con hàng xóm người ta cũng vô ra phụ cái đám ma. Cái ông mắc á, thứ tư, cho nên bảo gọi là ông Tư ha. Thì cái ông Tư này ông mắc vì bệnh thôi, ông già cả ông mắc thôi chứ không có cái nguyên do gì khác cả. Khi mà vô thì ông nằm không có nhắm mắt, ngộ đời vậy đó, ông không có nhắm mắt nha. Và cái người nhà cho biết được là hồi sáng tới bây giờ, khi mà ông mắc rồi đó, sáng sớm tới bây giờ là mắt ông không nhắm mắt. Và đặc biệt một điều á, là khi mà còn sống thì trong nhà của ông Tư này con cái rất là thuận hòa, anh em đùm bọc yêu thương nhau, không có cái khúc mắc gì để cho ông không nhắm mắt cả. Mà không biết sao con cháu anh em rồi ta nói cả cái dòng họ, hết người này tới cái người kia vuốt mặt cho ông, kể cả cái ông thầy cúng, ông kêu người này tuổi nọ lại vuốt mà không có nhắm mắt. Hàng xóm cũng thử cũng không có nhắm mắt luôn. Ở nhà đâu biết cái gì đâu, là mới chờ cho vợ chồng trong chủ ghe này về nè. Tại vì hàng ngày thì ông Tư cũng sống với lại vợ chồng chủ ghe, về để mà vuốt mặt lên thì cũng khóc lóc, người ta kêu thôi đừng khóc lóc nữa, lại vuốt mặt cho ba con nhắm mắt đi. Thì hai vợ chồng ông chủ ghe rồi con của ông luôn lại vuốt mặt cũng không nhắm, đến cả ông thầy cũng không hiểu lý do tại làm sao. Mà các bạn biết rồi, cái người mà chết không nhắm mắt á, nó là một cái điểm rất là xấu và một cái điều mà không ai mong muốn. Con cái trong nhà cũng tức tối lắm, không biết lý do làm sao mà nó tức mình tức mẩy, cha mình không có nhắm mắt. Cái quan niệm tâm linh hồi đó mà chết không nhắm mắt là kiên kỵ lắm nha các bạn, vậy là không có liệm được đâu. Cái lúc đó cái ông cồ nè với ông Bảy thì đứng ở ngoài dòm vô thôi, thì cũng vô cúng cái nhang, cúng xong rồi cái cũng đi ra ngoài đây ngồi, rồi cái gia đình mới ra tiếp đó. Thì mới hỏi ông cồ là con của ông cồ á, là hồi đó tới bây giờ là như thế nào, có phải là một cái người có thể dòm thấy ma hay tâm linh gì đó hay không. Ông cồ trả lời thật lòng, ông mới kể lời, ông nói là hồi đó nó vậy thôi đó. Còn lớn lên thì nó cũng ít có khi nào nó gặp ma lắm. Có một cái là đi cái đám ma ở một cái người bà con, ông mới kể lại cái vụ mà cái ông mà bà con đó, rồi có ông sư thầy đó, thì kể lại cái vụ đó như vậy.
cái người vợ đó các bạn, cái người vợ của cái ông chủ ghe đó nha, cái người mà khắn quái nói má ơi nếu mà má có làm cho cái ghe nó chết máy này nọ nó dừng lại đây á, thì chính là cái người đó đó. Thì khi mà vô trong nhà tự nhiên cái say sẩm mặt mày, nói chung là lúc đó là gần tới cái giờ liệm rồi mà con mắt không chịu nhắm thì làm sao mà ông thầy cũng không dám liệm. Tự nhiên bà say sẩm mặt mày giống như bà nghĩ là đi quá mệt rồi, bây giờ trời sao nó say sẩm mặt mày, cái con cái đầu anh chị em mới đưa vô trong buồng để nằm nghỉ. Thì mới nằm nghỉ một lúc vậy đó, cái bà mới nghe văng vẳng vậy đó, nghe vẳng chứ không thấy người. Con ra con kêu cái chú đó vuốt mặt giùm, tại tía bay chết cái giờ xấu phải cái chú đó vuốt mặt vừa liệm mới nhắm mắt đó. Thì bà mới giật mình thức dậy, mồ hôi mồ cơi đổ đầy hết trơn nghe, dòm xong xung quanh cái buồng của mình thì không có ai hết trơn á, nhưng mà nghe cái giọng là biết là má mình rồi, mà má mình mất trước đó mấy năm rồi, vậy là má linh, má về má mắt chứ là mắt bảo á các bạn. Cái bà lúc đó mà tự nhiên bà không sợ, chứ thường ngày nếu mà gặp cái đó bà sợ nghe. Đi ra, đi thẳng ra cái bàn của ông Cồ với ông Bảy. Rồi lúc đó có ông thầy cúng đồ ở đó, nó nghe vào gia đình ngồi đó đó. Thì bà mới cởi lợi, cởi rất là hối hả, mặt mày bà nghiêm trọng lắm. Sao lét hả? Bà cởi ra là hồi nãy tôi nghe vậy đó. Rồi bây giờ tính sao? Ông thầy cúng ông nói nếu mà vậy thì thôi nhờ cái chú này vô vuốt mặt thử coi sao. À, cái ông Bảy ông ơi cũng sợ các bạn. Nói chung là bản thân của ông Bảy thì mới có dính vào cái chuyện liệm xác này thôi, ở đó giờ thì chưa có đụng vô à, cho nên là bây giờ là vuốt mặt cái người chết á, ông Bảy cũng hơi ớn. Con cái ông Cồn nó thôi con thử đi. Ông Bảy nào giờ ông nghe lời ông Cồn nói ông nghe. Ông mới ráng ông đi vô. Ông đi vô thì ông Cồn cũng dặn con ơi con lợi con giái vậy nè. Bảy ông lợi, ông lợi ông giái thầm trong đầu á, ông nói là bác ơi con là con vô tình, con ở nhà rồi con không biết con ngủ hay con mơ gì đó, thì con thấy có một cái người bác gái mới lợi kêu con là ở nhà để chờ. Thì chiều đó ông kể lại vậy nha, thì bây giờ con tới đây, con đã tới đây rồi, thì con xin với bác nếu mà con cần con cái gì đó thì bây giờ cho con vuốt mặt, ông nhắm mắt đi để con liệm cho đúng giờ, thầy cúng với trong nhà con cháu lo dữ lắm. Nghe lời ông Cồn, ông Bảy ông khắn y chang theo cái lời đó nghe, mà lúc đó ông Bảy ông đứng cảm giác lạnh người lắm các bạn. Thì ông mới vuốt mặt, ông vuốt cũng không nhắm luôn. Thì cái điều đây nó cực kỳ lạ rồi, tại sao mà ở trong nhà cái bà vợ á, tức là con dâu của cái người đã chết nè, mới nghe rõ ràng cái giọng của cái người mẹ chồng quá cố của mình nói là ra nhờ cái chú đó vuốt, mà sao bây giờ vuốt lại không nhắm, mà không phải một lần, ba lần luôn vẫn không nhắm. Thầy cúng ông Cồ rồi chủ gia trong nhà đó, người nào cũng lắc đầu ở trên các bạn, rồi hàng xóm người ta cũng sợ. Ta nói hồi đó tới giờ ông Tư cũng sống cũng hiền lành nhân đức lắm, mà sao mà bây giờ ông mắc mà ông không có chịu nhắm mắt đó. Cái ba lần rồi, bà con mình hay nói câu là nhất quá tam, vuốt ba lần rồi mà không nhắm mắt thì thôi vuốt chi nữa. Ông Bảy ông mới đi ra, ông đi ra gia đình lúc đó cũng không biết tính toán làm sao. Còn cái bà vợ, cái bà mà con dâu đó, thì bà nói rõ ràng nghe má nói vậy mà sao giờ vuốt tí không nhắm mắt. Còn khoảng chừng là 10 phút nữa là tới cái giờ liệm rồi đó các bạn. Cái lúc này là gia đình mới bàn tính với nhau. Thì theo như lời cái ông thầy cúng, ông nói là cái giờ này là cái giờ tốt nhất để liệm nè. Khi mà ông mắc cái giờ đó đó, thì nó kiên kỵ những cái giờ còn lại, chỉ duy nhất cái giờ là dù 8 giờ tối đi là phải liệm mới được, chứ phải đưa vào trong áo quan mới được, chứ không để ngoài vậy được. Rồi bây giờ không nhắm mắt tính toán làm sao? Đó, cái suy nghĩ đi suy nghĩ lại mới đưa ra một cái quyết định là như thế này. Bởi vì theo như lời của ông Cồn kể thì gia đình ở đây người ta biết là chắc thằng này nó có số là liệm xác cho người chết. Thôi bây giờ thử các cách rồi mà không được, bây giờ cho nó liệm vô trong cái áo quan đi, vô trong đó nằm trước đi, có nghĩa là lấy cái giờ đi
rồi cái vụ mà nhắm mắt mở mắt á, thì con cháu thôi giáng sinh à, khi mà ông nằm trong cái áo quan rồi đừng nó đóng nắp hòm lại nha, thì mới xin một chút xíu coi coi là nhắm mắt hay không, còn nếu mà không nhắm mắt á, thì chịu thôi chứ giờ biết sao đó. Thì gia đình mới quyết định như vậy, cái mới ra nói với ông Bảy, ông cò ông cũng nói với ông Bảy, thì ông Bảy nói con biết con có giờ bữa đó qua cái vụ đó là phải liệm sao sao đó, đàn ông thì phải sao, đàn bà phải sao, ví dụ lắc nút áo thì lắc làm sao, rồi để trên cái nắp quan tài khi mà đưa vào thì khấn vái làm sao. Nói chung là ông Bảy chưa có rành, không có biết, chỉ là dòm qua một hai lần thôi, mà giờ chính tay mình đưa cái xác vô thì làm sao mà làm được, chưa biết bợ làm sao để cho cái xác nó không bị nghiêng, nó không bị kênh này nọ, cũng chưa biết luôn các bạn. Thì ông Bảy ông sợ không dám. Bảy ông sợ không dám. Thì gia đình mới nói với nhau á, thì ông thầy cũng không nói vậy, nói cháu bây giờ cháu vô đi. Tôi thì đó giờ tôi làm nhiều lần rồi, tôi biết tôi sẽ hướng dẫn cho cháu. Nhưng mà chính cháu là cái người mà đưa cái xác vô thử coi sao. Tại vì cái chuyện này ly kỳ quá, không có thể nào mà đưa không vậy tự nhiên là chết máy ngay cái nhà của cháu. Mà trước đó lại có một cái bóng hình cái người đàn bà mà theo cháu kể á, thì dắt y chang như là cái người vợ của người mới chết nè, chết cái đây mấy năm trước á. Thì đâu có như không khiến như vậy để cho cháu xuống đây. Thì chính vì cái nguyên do đó là ông thầy cúng ông mới bàn với gia đình cái vấn đề là đưa vào trong cái quan tài nha. Chứ cái chuyện mà liệm mà đưa vào trong cái quan tài mà không có đóng nắp thì cái điều đó thì cũng chưa có xảy ra, ít có khi nào xảy ra cái chuyện trường hợp đó lắm. Cái sau đó thì mọi người thuyết phục mà là nó gấp quá đi, cũng sắp tới cái giờ đó rồi, thôi ông Bảy ông làm đại, nói chung là kêu gì ông làm nấy. Thì cái việc mà liệm cái xác đó đương nhiên một mình ông Bảy thì đâu làm được, con thầy cúng và có thêm một hai người, nhưng khi người ta bợ tay bợ chân tiếp á, thì khi mà bợ đưa vô trong cái quan tài, lúc đó còn mắt nó giống như là cái lúc mà chưa nhắm mắt á, là mở cỡ nửa con đi, ví dụ vậy. Thì khi mà đưa vào trong quan tài thì hiếp lại chút xíu. Khi ông Bảy ông làm đúng như cái lời ông thầy cúng, con ơi con phải về, con phải khắn dày, rồi con đưa thì đưa cái đầu cái mình vô trước đàn ông, thì con phải để quấn bao nhiêu cái cột dây này nọ đó, thì kể như là ông thầy cúng không chỉ hết, ông Bảy chỉ việc làm theo thôi. Đến khi mà đưa vào trong cái quan tài đó, thì các bạn biết rồi, cái người thân mà mắt khi mà đưa vào cái áo quan tài, tức là sau này sẽ không còn dòm cái thân xác ông bằng xương bằng thịt nữa, thì đương nhiên con cháu nó sẽ khóc dữ lắm luôn, khóc quá trời khóc. Ở dưới đây kêu bằng người này kia thôi đừng khóc, nhưng mà cũng khóc hụ vậy. Cái ông thầy cúng thì ông tin ý, ông mới dòm vô trong cái con mắt, tại vì cái vấn đề nằm ở đây là cái vấn đề không nhắm mắt. Lúc nào ông thầy cúng ông cũng để ý con mắt hết trơn á. Hồi nãy đưa vào trong cái quan tài thì nó hiếp lại một chút xíu rồi ông mừng rồi, mà ai về đâu, con cái con cháu gì khóc lóc gì gian lan quá trời luôn. Ông mới dòm kỹ lại cái con mắt á, thì ông thấy hai con mắt hít lên y chang như cái lúc mà chưa đưa vào trong quan tài. Thì cái điều này nó cực kỳ rùng rợn nha, phải mấy ông thầy cúng mấy ông này mấy ông quá quen với cái việc đó rồi, chứ gặp mà người bình thường chắc ớn lắm. Thì cái bằng chứng có liền, con cháu trong nhà đó, lợi phụ mà bợ tay bợ chân cái xác của ông Tư đó, thì hồi nãy họ rõ ràng họ thấy là con mắt nó khi mà đưa vào cái áo quan á thì nó hiếp lại chút xíu, đến khi mọi người khóc lên kêu không kịp thì nó lại hít lên, thì cái người đó cũng để ý, nhưng mà do là sợ không có dám nói, mặt mày cũng xanh vậy đó, cũng sợ lắm. Đâu ai muốn mà cái người thân của mình mắc mà khi mà còn sống á là cái người hiền lành này nọ, mà sao giờ chết gặp cái tình cảnh như thế này. Thì tự dưng lúc đó không có ai xui khiến gì trơn, cũng không ai biểu trơn. Các bạn phải biết nắm bắt cái tâm lý của ông Bảy nha. Ông Bảy chỉ là cái người là ông thầy cũng chỉ sao làm vậy. Bản thân là không có rành. Nói chung là kêu sao làm vậy đó, chứ không có dám mà tự quyết định cái gì trơn á. Thì ngay cái lúc đó tự nhiên cái ông Bảy nảy số trong đầu các bạn. Ông Bảy tự nhiên Bảy khắn nói thôi, bác ơi bác, giờ con đưa bác vào cho áo quan rồi. Nghe thầy cũng nói là cái giờ khắc mà bắt mắt là nó cái giờ nó không có được tốt, nó xấu. Thì con ở đây đó, nếu mà cái mạng số của con mà đưa bác vào trong cái quan tài đó, thì nó xua đi cái xấu đó đó, thì bác cho con vuốt mặt cái bác nhắm mắt đi đó. Cái ông Bảy ông mới vuốt,
thì tự ông cắn, tự ông vuốt luôn. Lúc đó thì không ai cản ông Bảy cả, họ chỉ không biết ông đầu ông Bảy nghĩ cái gì, nhưng mà lúc đó thấy cái tay ông Bảy đưa xuống vuốt 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 vậy nè, cái nó hiếp hơi hơi lại các bạn. Gia đình là ai cũng mừng hết trơn á, mặc dù lúc đó đang sợ đó, con cái là thấy ánh mắt từ từ dịu 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 thì ai cũng mừng hết trơn, nhưng mà nó không có nhắm chặt, không có nhắm chặt xuống. Cái lúc này á cũng không ai biết nói ai, nói với ông Bảy hay là trong lòng ông Bảy suy nghĩ cái gì, tự động ông lại muốn kêu con cháu vuốt giùm, còn chút xíu đó phải con cháu vuốt à, thì ông mới kêu, ông kêu thì con cháu, nhất là cái người mà chủ ghe đó các bạn, hai vợ chồng lại vuốt, thì lúc này nhắm mắt hiếp luôn, nhắm bình thường, không có còn cái hiện tượng mở mắt lạ lẫm gì nữa cả. Cứ vậy để yên đâu có 5 phút, vẫn nhắm mắt mà cái mặt thanh thản. Rồi sau đó làm thầy cũng mới nói rồi được rồi, ai nấy cũng mừng, ba con hàng xóm cũng mừng, rồi mới đóng cái nắp quan tài lại, đóng cái nắp quan tài lại nghe. Rồi thì sau đó ổn rồi, mọi người mới thu xếp dọn cái mùng của cái người mới chết nè, rồi kêu mấy cái bàn đó thì cũng dọn, chứ không để đó, thì để cái quan tài ở giữa nhà thôi. Cái ông cò mới ra ngoài đây ông ngồi, ông cũng suy nghĩ trong đầu rất là nhiều nghe. Vậy là con mình cái mạng số nó giống như nó có cái duyên, cái nghiệp gì với cái nghề này rồi, thì thôi sau này cũng không có cản nó nữa, để cho nó làm. Mà cái nghề này cũng tốt, mà cũng như giúp đỡ người ta mà. Ví dụ như cái nghề này, giống như cái việc này mà không có ai làm thì cái việc tang lễ đưa cái người đã khuất đi á, nó không có được cái sự trịnh trọng. Nó cứ sơ sài, cứ đưa vào chôn thì cũng không có thể hiện được cái lòng của người sống đối với cái người đã mất. Thì cái lúc mà ông cổ cũng đang suy nghĩ phân băng vơ vậy thôi, thì gia đình mới dọn cháo này nọ ra, rồi mời ông cồ với ông Bảy ăn. Nói chung cũng đói bụng, hồi chiều lo ở vậy không đâu có ăn uống gì đâu. Cái hai tí con mới ăn. Thì ăn uống xong xuôi rồi, gia đình ta đang ngồi ta nói chuyện, ta cảm ơn. Lúc đó đó tự động cái nghe cái tiếng khóc ở trong nhà khóc ra à, thì dòm lại thì thấy là cái người mà người con dâu á, mới đi là cái chỗ cái bàn thờ á, cái bàn thờ của ông liên tục, người vợ của ông chủ ghe đó thì khóc mới lại cái quàng tờ so rồi mới dòm cái di ảnh, mà không có lại, không có xá nha, không lại không xá, chỉ là sờ, giống như sờ một cái người thân vậy đó. Cái gia đình cũng thấy lạ đi, cái cô con dâu này thì hồi nào tới bây giờ cổ không có cái chuyện mà thể hiện những cái tính cách này. Mà cái thái độ này là cái thái độ không phải là của một cái người con dâu kính cẩn một người cha, mà cái cử chỉ hành động nó y như là cái một người vợ vậy đó à. Nhưng mà kệ đi, giống như cái người chết rồi thì cái người mà còn sống á, đôi khi đau lòng quá thì thể hiện ra những cái tình huống hay hoặc là những cái cử chỉ nó khác thường chút. Mọi người cũng không có can gián, nhưng mà chỉ nói là thôi con ơi, con đừng có ôm cái quan tài con khóc lóc vậy, con nghiệp. Còn nghiệp cái người mắc là người ta không có đi được á. Nhưng mà cô con dâu này có quay ngay bây giờ, xong cổ quay lại, cổ nói một câu mà người nào người nấy á xanh mặt mày hết trơn các bạn. Cổ nói như vậy nè, cổ nói ông ơi, nằm đỡ đây nghe, vài bữa nữa đi theo tôi. Mà cái giọng nói là lớn lớn, chứ không còn riêng về cái giọng của cái cô con dâu này nữa. Trời đất ơi, người nào người nấy nghe câu đó thì giật mình, các bạn biết rồi. Đám ma ban đêm ban hôm nó yên tĩnh dữ lắm, người ta không có dám làm ồn. Thì cái lời nói của cái bà vợ ông chủ ghe là kể như là người ta nghe rành rọt luôn. Cái câu nói này đâu phải câu nói của con dâu nói với cha chồng, y như kiểu là cái giọng nói của vợ ông Tư là bà Tư vậy đó, nói với chồng vậy đó. Cái ông thầy cúng ông nhìn vô ông thấy lạ, ông thấy là cái tai á, giống như là sờ vô cái quan tài, nói câu đó xong rồi á, thì nếu cái người bình thường đi thì cái tai người ta nó xè ra hoặc nó hơi co hơi lại, còn cái tai này giống cái điểm hơi cứng ngắc, dòm vô y gian như cái kiểu mà bị giống nhập vậy đó. Thì ông thầy cúng ông mới nói với lại ông cồ ở cái bên, mà ông mới nói anh đâu mình dòm giùm tôi coi,
sao cái tay chân nhỏ này nó cứng ngắc. Ông cụ cũng giờ ông thấy nãy giờ rồi nhưng mà ông không dám lên tiếng. Con cái nghe con nói đó rồi ai cũng hoang mang hết trơn. Thì ông cụ mới nói luôn, ông nói là tôi thấy cái cô này sao mà giống như kiểu bị ông thầy cúng. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Thì hai người sầm xì với nhau, ông Bảy ngồi đó ông nghe nhưng mà ông không có dám mà chen vào câu chuyện. Sờ soạn cái quan tài nữa mà bà đi ngay ra, cái tướng đi của bà thì hơi cứng ngắc nha. Bà đi ra thì bà mới theo cái kiểu là không phải là chỉ cái tay mà cái tay bà theo kiểu hai ngón đưa ra vậy nè, tức là giống như cái người sống mình mà đưa một cái bàn tay ra để mời mọc cái người nào đi vào đâu đó kiểu vậy á. Thì bà mới chỉ vô ông Bảy á, bà nói là cảm ơn con nghe. Cái tuổi đời của cái bà chủ ghe này á so với ông Bảy thì lúc đó thật sự là có lớn hơn thật, nhưng mà chỉ lớn hơn khoảng chừng 7-8 tuổi thôi, thì bằng chị thôi chứ làm gì mà tới sinh con vậy. Mà cái lúc mà đi trên đường liên tục tới đây rồi có khi nào mà lên một tiếng kêu bằng con hay xưng bằng cô đâu, mà bây giờ kêu con nói là cảm ơn con nghe. Thì lúc đó đó ông thầy cũng như là ông nghi rồi cho ông nói là phải chị Tư không? Đó thì bà mới ngồi bẹp xuống đất, chứ bà không ngồi ghế. Ngồi bẹp xuống đất bà nói tôi nè thầy cúng ơi. Tôi nè. Tôi cũng nhờ thằng nhỏ này nó tới nó liệm cái xác giùm ổng. Thì ổng á là ổng không chịu đi. Ổng thương con thương cháu, ổng không có chịu đi. Rồi ông mắc á, ông gượng sao á, mà tới cái giờ xấu như lời thầy cũng nói đó, mà cái giờ đó rồi với cái tâm mà không chịu đi á là kể như là ông ở hoài, bởi vậy ông đâu có chịu nhắm mắt đâu. Mà ông ở hoài vậy là ông đâu có tốt cho con cháu, mà ông không có biết, tại ông thương con cháu thôi, ông không có tội tình gì hết trơn á, nhưng mà con cái là ông không muốn đi. Nên bà nói vậy. Thì bà nói là bây giờ á, có cái người đó giải ra được cái giờ khắc xấu đó rồi và đưa tiễn ông một đoạn rồi, giống như là giải cái thời khắc xấu thì giải luôn cái phần mà nếu con cháu lại á mà không muốn đi, không muốn rời xa con cháu đó, thì cái sự việc này nó chứng minh bằng cái cách là lúc mà đưa ông vào trong cái quan tài á các bạn, thì ông hơi hiếp lợi rồi, có nghĩa là cái bàn tay của ông Bảy đưa ông vô cộng với cái lời khấn vái thành tâm của ông Bảy á, thì ông hiếp lại hơi rồi mà thấy con cháu khóc, cái ông lại mở thêm chút xíu đó, cái nguyên nhân nó nằm ở đó đó. Đến khi mà con kêu con cháu lại rồi vuốt này nọ khấn vái vậy thì ông mới chịu đi. Thì lúc đó ông thanh thản rồi, ông nhẹ nhàng rồi, ông nghĩ là bây giờ ông mắc rồi, thì cái nơi mà ông thuộc về không phải là ở đây là để cho cái người sống người ta sống, mình phải đi về cái nơi đó, và cái nơi đó là mình cần phải tới đó. Thì ông mới buông nhẹ ra. Nhưng mà cái người mới mắc á, thì theo như cái lời của cái bà Tư nè, thì bà nói là bây giờ ông nằm đó, đợi mấy bữa nữa bây mở cửa mã rồi này nọ, nó cũng thắt cổng 49 ngày xong lòng đi với tao. Nói rõ ràng vậy luôn. Thì sau đó nói xong mới cảm ơn ông cụ ông Bảy. Và khi mà bà, trước khi bà xuất ra đó nha, xuất ra khỏi cái xác của con dâu đó, thì đương nhiên bà cũng nhìn mặt con cháu này nó xong xuôi rồi, bà mới quay sang ông Bảy, bà mới nói á, cháu giáng đi, phước đức lắm á nghe cháu. Thì bà nói xong vậy cái bà đi đó. Rồi thì cái đó là xong cái câu chuyện ở chỗ cái nhà của cái ông Tư bà Tư này. Là tập trước á thì bà có nói rõ là cái bà Tư này là một cái người mà cũng nhân đức, cho nên bà mới làm nổi cái việc đó, chứ kiểu như mà giống phòng bình thường họ không nhập vào và nói được những cái điều đó nhiều như vậy đâu. Thì sau đó ông Bảy ông mới về. Ông về để ông suy nghĩ dữ lắm các bạn. Nói chung ông Bảy cũng đấu tranh tư tưởng dữ dằn lắm, chứ không phải chơi đâu, chứ không phải tự nhiên mà sau này ông Bảy quyết định đâu. Cái sau đó thì từ từ á, ở trong xóm người ta nghe cái chuyện đó thì các bạn biết rồi, một thì đồn 10 thì đồn trăm. Xung quanh cái khu vực ở chỗ đó hàng xóm này nọ có người mắc thì người ta hay qua kêu ông Bảy ông liệm giùm. Thì làm nhiều lần thì nó cũng quen thôi, chứ nó không còn mà lập chụp như hồi trước, cũng chẳng cần ai chỉ dẫn cả.
như là những cái việc mà ông đi chôn cất đó, rồi ông liệm cho người ta đó, rồi ông kiêm luôn cái việc mà sau này ông học hỏi người ta những cái vấn đề cúng kiến làm sao sao, thì kiên kỵ như thế nào, mạng số là ví dụ như ở tuổi đó chết vào cái giờ xấu đó 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 thì phải làm sao. Nói là chung là ông Bảy cũng giống như một người thầy cúng vậy. Thì suốt khoảng 3 năm ông cũng liệm khoảng chừng theo như cái lời kể của cụ ông Mười, tức là ba của anh Trung á, trong 3 năm đó thì liệm khoảng chừng 11, 12 cái người chết gì đó. Thì khi liệm cái đó xong cái tự nhiên ông quen tay không biết, mà cũng làm như là tới cái thời khắc mà người ta mở con mắt thứ ba của ông hay gì đó không biết các bạn, mà ông dần thấy vong như thường. Ông Bảy á là lúc đó ông mới có khoảng chừng là 24-25 tuổi gì hả, mà ông dần thấy vong mà ông không còn cái nỗi sợ vong luôn. Có thể nói ông Bảy ông nói là ông không sợ vong là cái gì, nhưng mà trong khi trước đó ông là cái người sợ mà. Thì sau 3 năm thôi là ông không sợ. Ông nói ông dần thấy vong hoài à. Đó, thì điển hình như cái làng mà ông đang ngồi với ông Cồ, với lại bạn của ông Cồ từ ở xa tới mà thăm đó. Thì cái người bạn của ông Cồ thì nào giờ sống là sống ở trên thành thị, cho nên là rất là nhung nhớ cái cảnh quê. Tại hồi xưa ông cũng quê gốc ở đây, mà do đi mặn ăn này nọ rồi ông lên trên đó ông sống cuộc sống thì nó khá giả đó. Con cái là ông rất là bận rộn với công việc và không có cái thời gian để có thể dùm thanh bình mà dòm ngắm lại những cái cảnh sắc quê hương, nhất là bờ tre ngọn cỏ ở xóm quê mình á. Cho nên là mỗi lần ông về á là ông không bao giờ ông chịu là ở trong nhà nhậu, phải rủ ông Cồ là đi ra ngoài chỗ đồng ruộng đồ đất thì ngồi đó nhậu. Bạn bè mà ở xa nữa, thân thích lâu lâu mới về thăm một lần, biết quý như vậy. Cho nên là ông Cồ à, ông chiều theo và ông rủ thêm là hai người, một người là ông Mười á, là ba của chú Trung á, và một cái người ở trong xóm nữa, thì tổng cộng là 4 người ngồi nhậu gồm cả các ông khách đó. Thì nửa chừng đi đâu khoảng giờ chiều á, nhậu cũng sương sương thôi, ngắm cái cảnh mà mặt trời lặn, thì cái ông khách này ông mới hồi tưởng, ông nói là hồi đó đó, cứ mặt trời mà lặn vậy nè, ẩn ẩn vậy nè, là bắt đầu là thu gom xuống len cuốc, giác cuốc đi về, anh nhớ không, hai anh ba gì đó đó. Thì ông Cồ ông cũng nói nhớ. Xin lỗi các bạn là bảo lầm ở một cái điểm này, là ông Mười á, ông Mười là em ông Bảy. Thì ông Cồ ông mời một người em của ông chứ không phải là ông Mười, bảo nhầm, mọi người thông cảm ha. Thì cái lúc đó đang ngồi hồi tưởng như vậy, ông Mười với lại ông Bảy là hai anh em đi theo kiểu đi công chuyện thôi, rồi đi ngang thấy ở tía mình với cái bắt khách ngồi nhậu vậy đó. Cái lúc đó ông Cồ thấy vậy mới kêu lại, ông nói bay chạy nhà bay hái tàu mấy cái xoài với đem con cá lóc ra và kiếm rơm trong nước lóc và rộng á, định là tối nay nấu cháo, nhưng mà thích ngồi ở đây rồi cho nên không có về nhà nấu cháo, về nhà chỉ ngủ thôi, bắt ra giùm tía. Thì hai anh em mới đi về. Ông Bảy ông làm anh mà, cho nên ông nói thôi em làm gì làm đi, anh đem vô cho tía cho. Thì ông mới lội vô. Ông lội vô ông đi thì mấy bốn ông này vẫn còn ngồi nhậu vậy, cũng đèn dầu này nọ các bạn, rồi ngồi đó nhậu. Đang nói chuyện thì trời sắp tối rồi, 6 giờ mấy 7 giờ rồi. Cái ông Bảy ông mới đi vô. Ông đi ngay vô nha. Thì ông thấy là 4 người ngồi nhậu, nhưng mà ở cách 4 người á là hai cái bóng. Một cái bóng của một cái người con nít cỡ chừng là 5-6 tuổi thôi, mà ăn mặc tả tơi hết trơn nha. Đó. Còn cái người kia chắc là cha của cái đứa bé, là đứng đó. Cái người cha cũng mặc đồ cũng tả tơi hết trơn, nhưng mà cái người cha thì mặc cái quần dài, còn cái người con thì mặc cái quần ngắn. Đó. Nhìn giống như kiểu mà dùng một cái từ cho nó sát nghĩa là khô vách áo ôm á các bạn, tả tơi vũ lắm. Đồ đạc mặc ta nói giá, mà cái kiểu mà người hồi đó thì cái người sống mình mặc đồ giá lỗ là chuyện bình thường, nhưng mà giờ hai cha con này ốm nhôm ốm nhách
mà rách rưới tả tơi luôn các bạn, kiểu giống như mà người ta hay dùng một cái từ là ma đói đó. Ông Bảy là lúc này ông xác định luôn, chứ không phải là dòm thấy người hay này nọ. Con cái là dòm dòm vậy nghe các bạn, phải liên tưởng là ban đêm ban hôm rồi đứng khuất cái ánh đèn đó, thì dòm vô thấy hai cái dáng người vậy, chứ không phải là dòm một cách rõ ràng như người sống mình đâu. Nhưng mà dòm thấy ha, thì ông Bảy ông mới đi, ông đi vô, ông dòm lâm lâm đi vô, cái hai cái cha con đó mới buồn mặt buồn xo nghe, quay mặt bỏ đi, bỏ đi xa ra ngoài kia cỡ cái tầm mắt á, đứng đó dòm. Làm như xa quá rồi thì ông Bảy không còn dòm thấy hình dáng rõ ràng nữa, mà ông chỉ thấy là hai cái bóng đứng ở đó dòm ở đây thôi. Ông mới đi vô. Ông đi vô thì mấy ông này mới nói con đem đây nè con. Ông còn nó đưa đây cho ông. Rơm đồ ông chuẩn bị sẵn rồi. Ông mới lại ông đốt. Rồi ông ghim con cá kiểu mà ông Bảy ông cũng chặt mấy cái nhánh tre đó, rồi ghim con cá rồi đốt, rồi nướng. Thì lúc đó đó ông Bảy ông mới nói với ông Cồ, mà nói ngay cái mâm nhậu luôn nghe, ông nói là tía tía hay là về nhà nhậu đi, nướng cá xong rồi về nhà nhậu đi. Ông Cồ ông nói ủa sao bữa nay mày kêu tao về nhà nhậu, bác mày thích ở ngoài đây. Tía tía hồi nãy con thấy là ở chỗ đó đó, thì ông mới đưa tay ông chỉ là cái vị trí mà hồi nãy hai cha con cái bóng ma nó đứng á. Ông mới nói với ông Cồ á, là con thấy hai cha con đứng ở đó đó, thì dòm vô cái mâm nhậu bây giờ đứng xa tít lên nghe kìa. Đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, nổi cục cứng ở bụng, đi ngoài nhiều lần. Thì mấy cái ông mà được ông Cồ mời đó, là em ông Cồ với một cái ông hàng xóm đó, thì nào giờ ở đây cho nên là biết ông Bảy. Ông dòm vậy cái mới quay sang nói với ông Cồ, nói anh không ấy thằng Bảy nó thấy vậy thôi, bây giờ mình về đi, chứ mất công mình ăn nhậu ngoài đồng ngoài bãi như vậy rồi nó đứng đó vậy đó cũng ớn ớn. Nhưng mà ông khách thì ông không có chịu, ông Cồ thì tin, nói chung là ba người người nào cũng tin ông Bảy trơn á, chỉ duy ông khách này là ông không có chịu. Thì phải nói một điều, người ông khách này ông tốt chứ không xấu các bạn, ông tốt, nhưng mà mỗi người mỗi tính mà. Ông khách này thì hồi nào tới bây giờ là ông không thích ông Bảy nha. Không phải là ghét, nhưng mà thích là không thích. Bởi vì cái quan điểm sống của ông á, là trai tráng phải đi mằn mụn tiếp gia đình. Giống như ông cũng ban bươn trải đầu này đầu kia thì ông mới được như thế này. Con cái ông cũng luôn luôn dạy là phải lo mằn ăn này nọ. Thì cái thời gian gần đây ông Bảy ông có da có thịt lợi rồi, ông không còn mà ốm yếu như hồi trước nữa, khỏe mạnh như những người bình thường khác, những người mà anh em trong nhà cứng rắn này nọ là mạnh mẽ thì nó không có bằng thôi. Nhưng mà cái việc mà đi mằn mụn này nọ cũng dễ lắm, cũng được chứ không phải là không được. Mà sao mà cứ tối ngày ở nhà rồi ông Cồ cũng lại cưng nữa, mà anh em trong nhà không người nào ý kiến để giúp ích cho ông Bảy đi mằn ăn đàng hoàng, thì mà đâu mà mới có ba lớn tuổi rồi ở nhà không lo mằn mụn, cứ tối ngày cái việc cúng kiến rồi tâm linh này nọ rồi liệm xác liệm hồn, rồi tương lai đâu đó. Thì cái tâm lý của cái ông khách này ông nghĩ như vậy, cho nên là ông cũng nhiều lần ông khuyên rồi, mà đâu có ai rõ con cái bằng cha mẹ bằng anh chị em trong nhà đâu, cho nên là ở nhà người ta biết thì trước mặt của ông khách mà. Rồi lâu lâu ông về thì cũng thử vậy, nhưng mà cuối cùng thì cũng vậy thôi, chứ đâu có kêu ông Bảy là phải như thế này như thế nọ, giống như là ông khách nói thì nhiều lần khuyên không được. Và cứ hễ về nhà là chơi thì thấy ông Bảy kiểu vậy, cho nên là nghịch cái tính của ông không thích, chứ ông không có ghét nha, con của bạn không có ghét mà ông không thích thôi. Ông cũng đề nghị nhiều lần đi cho đi theo ông, thì ông Bảy theo ông để mà mằn ăn trên đó, nhưng mà ông còn đâu có chịu đó. Thì thành ra là ông không thích. Rồi thêm một cái nữa, ông quá khoái cái việc mà nhậu ở ngoài đồng mà bán vậy, rồi mà nửa chừng đang hứng đang vui mà tự dưng nó ra nó nói cái cha nói với mấy người này người nào cũng đòi về hết trơn. Ông bực, ông không chịu, ông nói thôi đi, sao mà tối ngày cứ cái vụ đó hoài đó. Cái nó qua nó lại một hồi, nói chung là không chịu thì mấy người này cũng chịu. Nhưng mà ông Cồ mới nói nhỏ với ông Bảy á, nói con thôi bây giờ con đừng có về, con ngồi vòng vòng ở đây chơi đi, con dòm có hai cái bóng đó làm sao, rồi có làm gì không, có gì cũng nói cho tía nghe, chứ
con đừng có nói má con bác con buồn, tại ông không thích vậy. À, thì ông bảy cũng làm bộ ông giả lạ vậy đó. Thì ông khách này ông gặp đi quẩn hoài, ông nói sao mày không về đi. Ông bảy nói dạ không, chờ tí về luôn. Bộ mày sợ tao bắt tía mẹ sao mà mày ở đây mày đợi đó. Thì ông cổ mới đỡ lời, ông nói tôi kêu nó lại đó chứ đó, anh ơi nói nào ngay đó, giờ nó kháng kích tôi lắm, mà tôi già cả tôi nhậu vậy, nó về nó ngủ ngơi cũng không được đâu, thôi cho nó đó đi chứ ban đêm ban hôm để nó về mình tôi không yên đó. Là bộ ông nói vậy thôi. Thì ông bảy ông đợi được khoảng tiếng mấy đồng hồ nữa thì ông khách này ông hơi bực, ông nói thôi giờ cũng mất hứng rồi về. Biết là ông này ông không hài lòng, nhưng mà ông còn biết là ông bảy em không có cố ý, ông bảy chỉ là nói thấy cái gì nói vậy thôi. Cái đi về tới nhà rồi cho ông khách ngủ nghỉ rồi á, ông cậu mới kêu ông bảy ra, ông nói con ơi con, vậy chứ sớm giờ con thấy hai cái dòng đó làm sao, nó có lợi không. Thì ông bảy ông nói là con thấy đứng đó, đứng xa xa chỗ đó, đứng dòm lại hoài, không biết lý do làm sao mà dòm lại hoài, chứ đi lại đây á, thì không có đi lại, con đứng đó thì không có đi lại. Thì lúc này ông cậu mới đón, ông nói là chắc là cái dòng này dòng ma đói con ơi, thôi ngày mai tao nhậu nhẹt gì đó thì tao sẽ đem ra tao cúng kiến đó. Rồi ông bảy nó dậy đi tía. Cái qua bữa sau mấy ổng mới buổi trưa mới tổ chức đi bắt chuột rồi nè các bạn, bắt chuột ha, mùa đó mùa mưa mà, cho nên là bắt chuột mập không à, đem tối mà ông ra cái chỗ đó mấy ổng nhậu nữa. Ông bảy ông cũng nghe vậy đi, thì ông nói ban này ban ngày giấc chiều mà không mới ra, để tối cái ông mới ra. Ông ra thì ông làm bộ ông cầm này kia cho ông còn vậy thôi. Đi ra gặp nữa các bạn, gặp nữa nha, gặp đứng đằng đó nữa. Thì cũng y chang cái đêm trước vậy đó. Ông bảy đi ra thì họ quay lưng họ bỏ đi, phía xa xa họ đứng bao giờ. Cái ông bảy mới nói nhỏ với ông cồn, chứ không có dám nói trong cái măng nữa. Nói tía, thấy nữa tía ơi, mà con đi ra thì tự nhiên đi lên đằng đó ha. Thì lúc này ông cồn mới giật mình, trời đất ơi tao lại quên nữa rồi, hồi chiều mày thấy không? Bữa nay có thêm mấy người mới là tổng cộng 6 mấy ông lận. Cho nên là cứ lo nướng đồ này nọ rồi vui chơi nói chuyện người ta quên cúng rồi. Giờ sao con? Cái ông bảy mới lại ông nói thôi bây giờ tí làm bộ đi cho con đi. Cho con mấy con chuột, mấy miếng cá, miếng rau đồ này nọ cho con ăn. Con em đó con cúng, chứ con ăn cơm rồi. Đó thì ông cò ông mới làm theo. Ông làm theo thì ông bảy mới đem. Ông đem nói chung thì ông khách này ông cũng hơi bực rồi, nhưng mà ông giống như là cái đồ ăn đồ uống thì ông không có nghĩ. Ông chỉ là buồn ông bảy ở cái chỗ là không lo bằng ăn mà tối ngày cứ tâm linh đó, kiểu như vậy. Cái lúc đó cái ông bảy mới đem ra ngoài đó. Ông đem ra ngoài đó ông đem ra thì nó không dám đứng gần ổng. Hai ông cha con này không dám đứng gần ổng, đi xa ra anh vậy đó. Ông bảy mới khắng nói nè, lại đây ăn đi. Tôi cúng cho nè. Chắc là đói lắm phải không? Ông nói chuyện như nói chuyện với người sống vậy đó. Có cái là hai cái giọng nó không có trả lời ổng nha. Chỉ đứng xa xa ổng dòm vậy thôi. Bởi vì ổng gan rồi, ổng đâu còn sợ tâm linh nữa. Chứ bình thường người mình dám gì mà dám mà đứng mà nói chuyện vậy, gặp giông vậy chạy thấy bà các bạn. Đó thì ổng mới đảo lại. Ổng đảo lại thì ổng mới dòm, ổng liếc vào đằng đó. Ổng mới thấy là hai cái giông nó trở lại cái vị trí mà ổng cúng. Nãy ổng nhớ đứng gần ổng, bây giờ đứng đó hai cha con lọ mọ thì chắc là đang ăn. Có cái họ hồn phách mà, họ ăn thì đâu phải như người sống mình thì ăn cái vật chất. Như là thử ăn vào cái hơi vậy nọ thôi. Một hồi lâu sau đó nghe, thì cái hôm nay vui quá thêm đông người đó, cho nên là trễ 9 giờ mà chưa xong. Ông bảy ông dòm thì lâu lâu mới thấy ra, chứ không phải là nó hiện hình hoài cho ông thấy như vậy. Giống như tiếng hồ hoặc là hơn vậy đó, thì ông thấy hai cha con đứng đó rồi mất tiêu. Cái lúc này cũng xỉn rồi, cho nên ông khách ông mới nói 7:07 phải mày đi ra đây mày canh ma cho tụi tao nhậu không. Ông xì đón rồi ông nói. Cái ông bảy thì cũng như nhỏ, ông cũng không có dám trả lời sao hết trơn á. Ông cổ mới đỡ lời, mới trời ơi đợi tôi với canh ma gì anh ơi. Cái ông mới nói là tao thiệt với anh nè, với chú nha. Thằng cháu bảy này á, tôi không thích nó. Nhưng mà ghét là tôi không có ghét, nhưng mà tôi không thích nó ở chỗ nó không lo bằng ăn. Thì ông cũng giảng một chàng vậy. Xong rồi ông mới nói như vậy. Ông mới nói nếu mà ông cổ như ông đỡ lời cho ông bảy hoài đó, thì ông khách này mới nói nếu mà thật sự y chang như vậy đi, thời buổi này thì ma cỏ nhiều tôi tin chứ phải không tin con cái á, mà như thằng con anh nói là tôi không tin. Bây giờ á
nếu như mà nó chứng minh được đi cho tôi thấy đi, hay hoặc là một cái gì đó đi, thì tôi có thể là tôi tin, thì sau này tôi không thành kiến với nó cái vụ đó nữa. Tính ông khách này cũng thẳng thắn, thẳng tính, không tốt chứ không xấu. Đó thì ông Bảy ông nói con giờ con không biết sao con chứng minh hết trơn á, hiện tại thì giờ con thấy nè, con thấy là đang đứng ở đằng đó, nhưng chỉ là cái cây đó vậy đó mà xa nha. Đó, thì ông mới nói là con thấy đứng đó vậy đó, con cái là con không biết, con đâu có bùa phép gì đâu, con đâu có kêu họ được, họ muốn sao họ muốn, con chỉ dần thấy họ thôi. Đó, thì ông khách này mới nói nếu mày nói vậy thì nó đâu có cái căn cứ gì đâu, chỉ mình mày thấy thôi chứ ngoài ra ai đâu mà thấy mà biết mà tin. Đó, cái quay qua lại nói cũng vòng vòng nghe, thì tự động ông Bảy lúc này ông không có thấy là hai cha con đâu, nãy đang nói thì thấy mà bây giờ không thấy nữa, cái mất tiêu hết trơn đi. Thì tự động cái đèn nó mới tắt, cái đèn dầu á để ngồi nhậu này nọ nó tắt đi, và khi nó tắt đi rồi á thì mọi thứ nó tối om. Một ông lấy cái hộp quạt ra quạt chặt mà sao quạt không cháy, bình thường mấy ông mồi mình dê thuốc mấy ông hút mấy ông một bụp là xong à, mà hộp quạt hồi đó nó tốt lắm các bạn, mà sao bây giờ quạt không cháy đi. Đó thì ngay cái lúc đó cái ông mà ngồi kế bên ông khách á, là cái ông này là ông khách ông thích nha, mà cái ông này là thí dụ như bảo gọi là ông Năm đi, thì cái ông Năm này á là một cái người là kêu bằng là nông dân chính gốc, nước da ngâm ngâm lực lực đen đen, mà kêu bằng là chí thú làm ăn lắm. Ông khách nó cũng rất là quý cái ông Năm này. Hôm qua mà nhậu mà không có ông Năm này, vì ông Năm ổng bận một cái việc rất là gấp, là cả như ông khách này cũng hơi tiếc nói đó. Thì bữa nay là vô cũng quen biết ông Năm này là kêu bằng lâu rồi, cái mức độ thân không bằng với ông Cồ nhưng mà cũng rất là thân. Thì ông tin tưởng ông biết rõ cái tính của ông Năm, tin tưởng lắm. Thì ngay cái lúc mà đang mọi người đang im phăng phắc vậy để đợi chờ mà đốt cái đèn, đốt cái hộp quẹt lên đó để cho sáng cái đèn rồi các bạn, thì ông Năm này tóc ngang ông mới quay sang ông dòm, ông đứng dậy nha. Lúc đó là ông Bảy cũng đứng, thì cái ông này ông cũng đứng dậy, ông đứng dậy ông dòm ông Bảy, ông mới nói một câu như vậy nè: hai cha con ông cám ơn cháu nghe. Cái hình dáng mà ông Bảy ông dòm thấy á, là cái người cha độ chừng khoảng ba mấy tuổi hả, còn cái người con khoảng năm sáu tuổi hả, nhưng mà cái cách xưng hô là ông nói là ông là bằng ông, là nghĩa là ông chết lâu rồi đó các bạn. Ông nói là hai cha con ông cám ơn cháu nghe, mà cái giọng nói là lớ chứ không phải là cái giọng của ông Năm đó. Hồi nào tới bây giờ thì ông khách không biết rành ông Năm đâu có cái kiểu mà con không có khả năng ông chơn chắc lắm, ông không có giả giọng được cả hai chân á, mà sao cái giọng lớ giờ. Cái lúc đó ông Bảy ông mới giật mình, lúc mà nhập vô ông Năm rồi đó, mà ông Bảy thì ông không có thấy nhập vô, ông chỉ thấy là cái người con á đứng cách đó đâu cái chừng năm thước đứng dòm lại. Thì khi mà ông Bảy ông dòm cái người con ấy, thì cái người con cũng khoanh tay lên vậy nè, giống như là cái kiểu là cảm ơn. Thì nó chết lâu nhưng mà cái bản chất vẫn là đứa con nít các bạn. Thì lúc đó mọi người ở đây là không có thấy, chỉ thấy duy nhất ông Năm này ông làm cái điều gì kỳ lạ. Rồi ông khách mới nói: ủa anh Năm, chú Năm, sao mà cái gì mà chú cảm ơn thằng Bảy, nó làm gì mà chú cảm ơn? Mấy ông mà đốt hộp quẹt lúc này cũng quên luôn, tại vì họ có cái cảm giác nó kỳ kỳ, lạnh người mà nó nổi óc sao á. Mọi cái ánh mắt đều đổ dồn về phía ông Năm. Thì ông Năm ông mới nói á: tôi nói cho chú nghe, cách xưng hô là tôi nói cho chú nghe. Bình thường á ông Năm kêu ông khách này bằng anh, mà bây giờ kêu là chú nghe, mà chú này là chú em nghe các bạn, mà không phải là chú em mà kiểu mà giống như là em trai đâu, cái kiểu giống như là chú em cháu á, ông xưng hô đâu kiểu như vậy đó. Ông nói chú còn nhỏ, ông kêu là chú còn nhỏ, nhưng mà chú không có xấu, chứ phải chú xấu là nãy giờ tôi làm gì chú rồi đó. Tôi nhờ cái thằng nhỏ này nè, chị ông Bảy nó nhờ thằng nhỏ này nè, nó cúng tôi ăn, tôi đói quá, cha con tôi chết lâu dữ lắm rồi, mà không có cái mồ cái mả, không có ai cúng kiến, quắt vượng đầu này đầu kia, đói quá, gặp mấy chú nướng mồi nhậu này nọ nè, rồi không biết sao mà xin, chỉ đứng xa hử hơi thôi. Ông nói vậy đó. Thì cũng nhờ cháu này nó thấy nè, nó thấy tôi rồi nó đem ra nó cho, nó cúng cho tôi,
tôi bây giờ tôi cảm ơn nó, tại tôi nghe chú nói là ông có tin nó. Giống như là cái ông này là ông mang cái ơn của ông Bảy cúng cho ông, mà ông chết lâu năm cho nên là giống như là ông cũng mạnh các bạn. Nhưng mà dông hai cha con thì hiền, không có phá phách người ta, chỉ là do cái ông Bảy này ông có cái mạng số là ông dòm thấy được thôi. Thì nghe ông khách nó cằn nhằn cử nhử, cho nên là họ mới nhập vào để chứng minh là cái lời của ông Bảy nói là không có sai. Giống như một cách mà hai cha con đáp ơn cái bữa ăn ông Bảy cúng. Thì các bạn thấy ha, dông linh hồi đó, nói chung là dông linh mà họ khi mà họ không mang cái trách nhiệm lớn á, thì mặc dù là cái số của họ là bản thân phải chịu những cái đó do là cái tiền kiếp hay gì đó thì không biết, nhưng mà tâm họ thiện rồi, họ không có mang cái uẩn khúc gì, thì họ sẽ nhớ ơn những cái người mà giúp đỡ cho họ đó. Thì chỉ cái việc đơn giản như vậy thôi thì họ mới nhập vào ông Năm để nói ra cái điều đó. Mà các bạn thấy tinh tế không? Bao nhiêu người không nhập, nhập ngay ông Năm thì cũng có thể nói là ông Năm hạp, nhưng mà nào giờ ông Năm ít khi nào gặp ma lắm. Là nhập vô cái người mà ông khách cũng tin tưởng này, để cho ông khỏi có nói vòng vòng. Thì ông mới chỉ, ông nói kìa thằng con tôi đứng đó kìa, chỉ ngay cái chỗ ông Bảy luôn. Ông Bảy cũng dần thấy luôn, đứng ngay đó luôn. Đó thì xong rồi cái ông mới nói gì nào, ông nói là con ơi con, cảm ơn em đi rồi đi. Đó thì cái người con mới dòm rồi cười với ông Bảy một cái, ông Bảy thấy vậy thôi, giống như cười là như là thể hiện sự cảm ơn á. Thì sau đó mới xuất ra quay ngang hỏi ông Năm là khi mà ông tỉnh dậy hỏi ông là cái gì ông nhớ không. Ông nói là không, ông nói là cái lúc mà mọi người đốt đèn á, đốt hồng quẹt mà không cháy á, thì ông Năm ông cũng dòm vô, ông chờ đợi cho cháy cái đèn lên thôi. Thì bất ngờ ông cảm giác là cái người ông lạnh từ phía sau ót. Ông mới định là nói với mọi người ủa sao lạnh, định quay ngang dòm này nọ đó. Thì có một cái giọng nói chuyện với ông và nói là cho tôi mượn ông chút xíu nghe. Cho tôi mượn chú một chút xíu nghe. Đó, thì nói vừa nói xong câu đó là lạnh một cái tép, là coi như không nhớ gì hết trơn. Nãy giờ nói gì không nhớ gì. Đó, thì mọi người lúc đó là cũng khuya rồi, cho nên là cũng không nhậu gì hết trơn. Ông khách này nói chung ông cũng về, ông về cũng suy nghĩ nghe. Ông nói thôi đúng rồi, đúng rồi. Sáng bữa sau đợi tỉnh táo này nọ mới ra qua bên nhà của ông Năm. Ông hỏi là chú Năm, chú nói là để vụ hồi tối sao, chú nói lợi cho tôi nghe coi. Là kể như ông Năm ông nói rõ ràng hồi tối xảy ra sao y chang vậy, em kể lại là nó khớp luôn, chứ không phải là đêm qua do ông xỉn say này nọ rồi ông nói theo kiểu là say xỉn, không có. Nghĩa là lúc đó ông vẫn còn tỉnh và ông nhớ rõ. Còn cái làm không nhớ là lúc mà mình bị nhập rồi mình nói gì thì không nhớ thôi. Thì lúc này ông khách đó, ông mới về, ông kêu ông Bảy ra và ông kêu ông nội ra, ông cầu ra. Ông nói là tôi nói chú với thằng Bảy luôn, thôi bây giờ là trước mặt hai cha con là cho tôi là tôi xin lỗi nha. Cái sự việc đêm qua đó là chứng minh được rồi. Thì ra là cái mọi người có mạng số thì tôi tin vào cái điều đó. Con cái là tôi ban đầu tôi cứ ngờ là thằng Bảy nó làm biến, nó không lo làm, cho nên là tôi buồn rồi, tôi không thích nó thôi. Nhưng bây giờ tôi biết như vậy rồi. Con cái anh thì cả chục đứa, nhưng mà chỉ duy nhất thằng Bảy này nó như vậy. Thôi bây giờ con Bảy nè, con đừng có buồn bác nghe. Thì ông Bảy nó có buồn, bạn biết cái tính của ông khách này, ông tốt cho ông xấu, ông như là ông muốn nghĩ tốt cho ông Bảy thôi. Có cái là không có hợp với cái tính của ông, và lúc đó ông nghi ngờ là ông Bảy lười biếng này nó không lo làm, thì ông buồn. Thì cái điều đó nó cũng đúng thôi, nó không sai. Cái người mà trưởng thượng người ta thương con cháu người ta mới suy nghĩ như vậy đó. Thì bảo tạm dừng câu chuyện này ở đây ha. Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hôm nay á, chúng ta sẽ cùng đi đến cái tập cuối kể chuyện về một cái ông Bảy, ông liệm xác chết. Thì sau khi nghe tập chuyện ở bên đây rồi đó, 8 giờ ở bên kênh tác giả Hàng Bảo cũng phát tập tiếp theo của bộ truyện ma là Hành Trình Đi Tìm Vàng, đối đầu với ác quỷ. Và tập hôm nay á là thì mọi người nghe bên đây xong rồi có gì thì qua bên đó ủng hộ Bảo nha. Rồi, chúng ta bắt đầu với câu chuyện của ông Bảy. Thì tập này là tập cuối.
Sau đó đến năm mà ông Bảy 29 tuổi á, kể như là trong xóm những người mà mắc này nọ là ông Bảy ông tới ông liệm xác. Thì đương nhiên các bạn, liệm xác như vậy thì không phải riêng một mình ông Bảy là làm được đâu. Nhưng mà ông Bảy đứng chủ chốt, còn lại những người khác thì phụ hợp. Cái năm đó đó, nó có xảy ra một cái việc như thế này. Lần này thì không phải là người ta chết rồi ông lợi ông liệm đâu, mà cái hôm đó là khoảng cái giờ 7-8 giờ tối gì đó, ông Bảy ông đang ở nhà, thì có một cái người hàng xóm mới rủ ông Bảy là qua bên nhà cái người hàng xóm đó chơi. Từ nhà ông Bảy đến cái nhà hàng xóm đó thì đi nó hơi xa nha, mà đi bộ. Nếu vào trong đó chơi thì cỡ như là khuya lắc khuya lơ ông Bảy mới về. Nói chung thì bản thân ông Bảy lúc này gần như là ông không sợ ma rồi. Ông dòm thấy ma hà rầm mà sợ gì nữa, ông quá quen với cái việc đó rồi. Cái ông mình đi, thì khi mà hai người đang đi vậy đó nha, cái ông kia thì nói chung đi chung với ông Bảy này nọ đó, nửa đêm nửa hôm ông mới dám đi, chứ kiểu mà đi một mình ông không đi đâu. Cái ông mới đi trước, ông Bảy thì ông đi sau, biết rõ cái tính ông bạn của mình hay sợ ma. Ông Bảy ông cũng không có nhắc gì tới mấy cái việc tâm linh cả, mặc dù là trong cái quãng đường đi tới cái đó là cũng như từ cái nhà đi, từ cái nhà ông Bảy đi, đi dài tới khoảng 1.5 cây số thì mới tới cái nhà của ông bạn. Nhưng mà chưa đâu nghe, tới cái đường đi vô thôi, thì mới đi xéo vô khoảng chừng 300 thước nữa thì mới tới. Nhà của ông bạn nằm sâu phía sau hè. Và trong cái đoạn đường 300 thước đó thì có một cái nhà. Nhà này là nhà của cái ông Nhừng. Ông Nhừng này ông có vợ và có một người con trai út ở trong nhà, là lúc đó là chưa có vợ nha. Có nghĩa là nhà sống ba người đó. Thì khi mà đi tới cái đầu đường á, cái ông bạn này ông đi trước, ông Bảy thì đi ở sau, cách nhau khoảng 2 thước như vậy. Cũng không có đem theo đèn đuốc gì, mà trời bữa đó thì có trăng. Cái ông bạn ông đi trước vậy đó, ông Bảy ông đi sao mà đi gần tới nhà của ông Nhừng rồi các bạn. Thì ông Bảy ông hơi giật mình, là bởi vì ông thấy là bên hông của nhà ông Nhừng, ta nói bên trái bên phải nha, là mỗi bên vậy là khoảng, một bên phải là 4 cái dông mà bên trái là 3 cái dông, tổng cộng là 7 cái dông. Khi họ đứng ở đó đó thì họ không có làm gì, lâu lâu cái họ dòm vô trong nhà và họ tỏ vẻ là rất là mừng, rồi có khi họ nhảy nhót này nọ nữa. Lúc đó trong nhà của ông Dừng thì kiểu như ngủ ngơi hết trơn rồi. Ông Bảy mới thấy lạ đi, sao mấy cái dông này nó đứng đó rồi nó dòm vô trong nhà của ông Dừng mà nó nhảy nhót này nọ, nó mừng vợ mừng rỡ, giống như kiểu là nó vui lắm. Định là dừng lại. Ông Bảy thì chưa đến độ có khả năng có thể nói chuyện với những cái dông đâu, chỉ là bộ dừng lại rồi coi là tình hình nó sao. Mà cái này thì thấy nó đứng bên ngoài nó nhảy nó vui không à, chứ không phải là nó rình mò gì ở trong nhà. Với lại nếu mà nói ra đó thì cái người bạn mình sợ, con cái đường này ông Bảy cũng đi hoài đó giờ không có thấy, mà sao bữa nay thấy dông nhiều vậy. Thôi ông Bảy ông cũng im, ông mới cùng với cái người bạn đi sâu vô trong đó, vô trong nhà của cái người bạn á. Thì vô trong đó rồi hai ông mới nấu cháo này nọ ăn đó, rồi cũng trò chuyện với nhau cho đến khoảng là 11 giờ mấy khuya đó, thì ông Bảy ông xin phép dạ về. Thì đương nhiên cái ông bạn đâu có dám đưa về, đưa về dần lát ông đi đảo ngược lại là ông đâu có dám đi đâu. Ông Bảy ông mới về một mình. Nãy giờ giống như kiểu ông suy nghĩ trong đầu vậy nè, ngày mai rồi có gì gặp ông Nhân hay hoặc là gặp chú Út á, hỏi coi là tình hình gần đây có bị cái chuyện gì nó lạ lắm hay này nọ hay không, mà sao đêm hôm thấy dông nó đứng dậy. Cái ông Bảy ông đi về, sau đó khuya lắc khuya lơ rồi nè các bạn. Ông đi gần tới ông mới quái vào ông dòm, thì lúc này ông không thấy, ông tưởng là đi đâu mất tiêu hết trơn rồi. Nhưng mà khi ông đi đến gần nhà đó, ông mới dòm ra thì ông thấy là mấy cái bóng nó đứng ở phía sau nhà. Hồi nãy đứng hai bên hông phải trái, còn bây giờ đứng sau nhà nó cũng vui, nó giỡn, nó chạy qua chạy lại vậy đó. Cái ông Bảy ông mới mon men đi lại gần,
ông đi lỡ gần thì mấy cái dông này làm như nó biết ông thấy ông hay sao đó. Cái nó đi vô bóng tối mất tiêu. Cái ông Bảy ông mới đi là cái chỗ cái điểm mà cách nhà đâu cỡ chừng 200 thước á, là cái chỗ mà họ mất tiêu á. Ông Bảy ông mới nói theo kiểu ông nói phong long thôi, mà tại ông đâu biết cái chuyện ra làm sao đâu. Ông mới nói là thôi quý vị ơi, cái gì đó quý vị đừng có ám người ta nghe. Tôi không biết là có ám hay không, nhưng mà nếu mà có ám có theo gì đó thì thôi đi, đừng có theo người ta vậy tội nghiệp người ta. Nhà của cái ông Nhân này thì ông cũng nghèo khó lắm rồi, đó giờ ông sống cũng đàng hoàng với lối xóm, đừng có theo ám ông làm gì. Thì làm bộ nói vậy thôi thì đi về. Về tới nhà thì nói chung cũng suy nghĩ này nọ, cái đến sáng á thì ông Bảy mới nói với ông Cồ. Tại vì ông Bảy thì các bạn biết rồi, hồi nào tới bây giờ nghe lời ông Cồ và kính trọng ông Cồ dữ lắm. Ông Cồ là cái người mà rất là hiểu biết. Thì sáng á, ông Bảy mới nói với ông Cồ, ông nói tía, sau tối đêm qua đó là con gặp cái trường hợp như vậy đó, thì thấy con sao. Thì ông Cồ mới nói nếu mà con thấy vậy á, con đi qua bên đó con tìm cái cớ gì, con nói chuyện với chú Nhân đi, hay là thằng Út, coi gần đây có nhà có dễ xảy ra việc gì lạ không rồi mình tính. Cái ông Bảy ông dạ vậy đó. Thì ông cũng ra ông làm này làm kia công việc thường ngày của ông thôi. Đến khoảng cái giờ trưa thì ông nghĩ là cái nhóm nhà của ông Nhân á đã về nhà nghỉ trưa rồi, cho nên ông mới thả lại. Ông đi lại thì lúc này ông không thấy dông nha. Ông mới vô nhà. Vô nhà thì nói chung người ta cũng quý ông lắm. Ủa anh Bảy, qua chơi anh Bảy. Thấy chú Út qua chào rồi hai người ngồi nói chuyện. Ông Nhân ông cũng đi ra, mà thiệt nha, ông Nhân nói giờ ông hiền lành lắm, ông quý người lắm. Rồi vợ ông cũng vậy. Ông mới ra ông ngồi. May chú cháu mới ngồi nói chuyện với nhau. Ông Bảy ông để ý kỹ lắm nha. Coi là ông Nhân này có biểu hiện gì nó khác lạ không, có xanh xao gì không, mà thấy nó mặt ông vẫn hồng hào bình thường giống quý vị. Sức khỏe ăn nói cũng rõn rãng vậy đó. Cái lúc đó ông Bảy mới đặt câu hỏi. Ông nói chú Nhân ơi, chú cho con hỏi là gần đây trong nhà mình có gì hay không, mà sao tối đêm qua con đi ngang, con vô nhà bạn con này con ăn cháo á, đi vô và đi về thì con cũng thấy y chang vậy đó. Cái ông Nhân ông biết là ông Bảy không có nói chơi, không có nói giỡn mấy cái vụ đó, mà hồi nào giờ ông Bảy nói là có à. Ông mới nói ủa sao mày thấy như vậy, mà gần đây thì tao thấy cái người ta bình thường à nghe, không có gì hết trơn á. Rồi trong nhà ông hỏi là vợ ông và chú Út này nọ thì mọi người vẫn thấy bình thường, nhưng mà có một cái điểm chung là họ nói rằng á là mấy bữa nay không biết cái gì đó, có cái cảm giác nó hơi sợ sợ, là không biết cái sợ cái gì nhưng mà nó cứ sợ sợ hoài vậy đó. Cái ông Bảy thì nói chung ông cũng đâu phải là cái người mà bản năng đâu các bạn. Ông chỉ giận thấy vậy thôi, chứ ông không có rành. Ông mới suy nghĩ, ông nói thì chắc là cái nỗi sợ nó phát ra từ những cái dông, mấy cái dông ở ngoài vậy nè. Cho nên là mình là người sống mà, nhiều dông nó quanh quẩn xung quanh nhà thì nó làm cho mình vô tình dâng lên một cái nỗi sợ. Đó, thì ông Bảy mới nói thôi bây giờ cúng kiến đi, có gì ông qua ông cúng cho. Đó, thì ông Nhân á cũng hẹn là buổi chiều. Chiều đó ông Bảy hôm qua cũng bày ra này nọ cúng kiến xung quanh nhà. Thậm chí ông Bảy còn ở lại một đêm để mà quan sát coi là mấy cái dông đó họ có tới họ ăn này nọ hay không. Thì khuya đêm đó đó nha, đâu cỡ chừng 10 giờ mấy, ông Bảy mới thấy là mấy cái dông họ lợi cái vị trí cúng thì họ cũng ăn. Nhưng mà họ ăn thì đương nhiên các bạn biết rồi, ăn cái hương khói hương vị thôi à, chứ đâu có được ăn cái vật chất như của người sống mình. Đó, rồi ăn xong họ đi, họ không có nhảy nhót vui vẻ như cái đêm trước nữa. Thì đâu cỡ chừng 3 bữa sau, các bạn ơi, trời đang bắt đầu đổ mưa, mà mấy bữa nay thì mưa nó cứ lớn hoài, thành ra là điện mưa xong cái sấm chớp này nọ điện hay cúp, bởi vậy không có up video nó rất là khó khăn. Cho nên là bây giờ lỡ mà có nghe vài ba cái tiếng mưa nhỏ hay là chút đỉnh, mọi người thông cảm giúp Bảo nha. Rồi, chúng ta bắt đầu tới tiếp cái câu chuyện là sau khoảng 3 ngày á, thì trong xóm có một cái bác này bác gọi là bác Hai. Thì cái bác Hai này á,
ổng mà lúc đó ông chỉ khoảng là ba mấy 40 tuổi thôi. Cái hôm đó thì ổng không phải là ổng đi đồng, mà giống như buổi tối đó các bạn, thì ổng mới đi trên đường, ổng đi về, ổng đi lại quán này nọ, ngồi nói chuyện với ông bà già xưa này nọ rồi thì mới đi về. Thì trên cái đường ổng đi về là gần 8 giờ tối, là đi ngang cái đoạn đường quẹo vô cái nhà của ông Nhừng với cái nhà bạn của ông Bảy đó. Bắt giác ổng đi ngang thì ổng thấy là có một cái nhóm người mà sao mà giống như là xếp hàng thẳng lối và đi vào phía bên trong, có cái động dòm không có rõ nha. Thì ông mới suy nghĩ rằng ở nhà này, ở đây đi ngay vô là chỉ có hai nhà thôi, một là nhà của bạn ông Bảy sâu ở trong, hai là nhà của ông Dừng nằm ở giữa đường. Thì cái nhóm người này đi vô trong đó là ai mình dòm không rõ, sao đi xếp hàng hai bên vậy. Nói chung là nó tò mò và nó thắc mắc. Thêm một cái nữa, ông bác hai ông cũng rất là gan, thành ra là ông không có muốn phớt lờ mà làm như có cái gì đó đó, nó muốn đi vô đó. Thì ông bác hai này ông mới đi vô, trên đường mà ông đi dài vô, nói chung là cũng căng thẳng lắm, thì ông không thấy gì cả. Cho đến khi đi đến cái nhà của ông Nhừng đó, ông cũng không thấy luôn, ông không thấy nha. Là ba bữa sau khi mà ông Bảy cúng thì các bạn nhớ rõ cái điều đó nha, ông không thấy này nọ, cái ông tính đi vô nữa để coi là có cái nhóm người nào đi vô nhà của bạn ông Bảy hay không. Nhưng mà ông đi chưa có hút thì ông mới nghe cái tiếng cười, mà cái tiếng cười này không phải là một người cười mà kiểu như cả một nhóm người cười, trong khi trước đó ông đã dòm thấy là có một cái nhóm người rồi. Cho nên ông mới nói là cái nhóm người này đâu đây nè. Ông dòm hoài cái nhóm, cái tiếng cười đó, già có trẻ có, rồi thậm chí là mấy cái người mà đàn ông đàn bà đều có. Có một cái là ông không thấy, nhưng mà ông nghe cái âm thanh phát cái tiếng cười ra là ông nghe theo cái dạng là ở trong nhà của ông Nhừng, tại vì ông đứng cái vị trí đây là cách nhà ông Nhừng người mấy thước. Ông nói, ủa sao trong nhà không có cái bóng hình nào của ai hết trơn á mà lại nghe cái tiếng cười nói rộn rã vậy. Ông mới đi gần lại, ông đi càng gần thì ông càng lạnh, mà thấy thì ông không thấy, tiếng cười thì ông vẫn nghe. Rồi ông chột dạ, ông chịu không nổi, giống như muốn sợ thì các bạn. Nói chung là gan thì gan, nhưng mà cái trường hợp nửa đêm nửa hôm ở trong đó vậy thì cũng phải ớn người. Cái ông mới suy nghĩ sao không biết, mà ông mới kêu, ông Dần á, ông kêu là chú hai ơi, kêu quá trời luôn. Thì trong nhà mới thức dậy đi ra, thì cả ba người gia đình của ông Dần cũng đi ra hỏi cái gì vậy thằng hai. Ông bác hai này ông mới nói là ủa trong nhà có ba người à, nãy giờ có giỡn hết gì trong không, thằng này mày tào lao mày, nửa đêm nửa hôm về giỡn hết cái gì, nhà tao đang ngủ ngày mai đi làm công chuyện sớm. Thì ông bác hai ông không thể nào ông nói rõ, ông chẳng lẽ mình nói là tôi nghe thấy trong nhà ông giỡn hết vậy, giỡn cho tôi vô coi có phải có trong nhà ông có người khác không, thì đâu có được vậy. Có một cái là cái nhà của ông Nhừng này cũng nhỏ, khi mà ông lợi ông gõ cửa thì ông đứng trước cửa nhà ông dòm vô trong là cũng thấy rồi, đâu có ai đâu. Thì ông mới nói theo kiểu là hồi nãy con thấy có mấy cái bóng thấp thoáng, con sợ ăn trộm cho nên là con mới nói với anh chú hai đó. Thì ông nói xong về, khi mà ông đi về rồi á nha, ông cảm giác ớn lạnh rồi ông về tới nhà này nọ, ông cũng ớn lạnh trong người, và những cảm giác ớn lạnh nổi da gà đó là cảm giác có ma. Vấn đề nằm ở chỗ là không dòm thấy. Sáng đó ông mới tức mình đi, ông bắt hai này ông qua cái chỗ của ông Bảy đó, thì theo vai với ông là anh của ông Bảy, cái vai với ông là anh của ông Bảy, nhưng mà phải kêu ông Nhừng bằng chú, còn ông Bảy thì kêu ông Nhừng bằng cũng chú luôn, nhưng mà vai với của ông Bảy với lại ông bác hai, ông hai lên lớn hơn cho nên bảo kêu là ông bác hai cho dễ các bạn, chứ đáng lý phải kêu ông hai á, nhưng mà sợ trùng với ông hai Nhừng. Rồi thì khi mà kể cho ông Bảy nghe với cái ý định là Bảy ơi mày coi làm sao, là tao nghe vậy đó mày. Cái sự việc ông Bảy đi ngang và thấy á, là ông Bảy đâu có kể cho ông hai nè, ông bác hai nè nghe đâu, mà bản thân ông thấy, có nghĩa là ông không biết cái chuyện trước đó, thì bây giờ ông nghe ông thấy được những cái lạ lạ vậy đó. Ông mới qua ông hỏi ông Bảy,
ông rủ ông Bảy là tối đi coi, à, tối đi coi coi là có hay không. Thì tối đó ông Bảy mới đi chung với ổng, ông Bảy chưa gửi cho ổng nghe đâu. Thì khuya cái hai ông đi vô canh, đi coi canh dòm lúc chút xíu là ông bắt hai này, ông hỏi ông Bảy, Bảy ơi Bảy, mày dòm có không? Chứ sao bữa nay tao không có cảm giác ớn lạnh mày ơi. Thật sự lúc đó ông Bảy anh dòm cũng không có. Xong xuôi đâu đó rồi ông nói thôi anh về nhà tôi đi, tôi kể anh nghe. Thì đương nhiên là ông bắt hai cái đêm đó ông cũng sợ, cho nên ông không dám nói rõ ràng với ông hai dừng. Bây giờ ông Bảy vũ về nhà ông để mà kể, ông đi liền, tại ông tò mò thắc mắc mà. Về tới nhà rồi ông Bảy mới kể lại cho ông nghe cái chuyện là mấy bữa trước. Rồi ông nói rằng là tối đêm nay là tôi đi với anh á, đi vô trong đó rình, tôi nhìn kỹ lắm rồi tôi thấy. Thì tức là sao, chung quy lại thì sẽ nghiệm ra một điều, những cái dòng này họ đứng họ nhảy họ nhót họ giỡn, không phải là đêm nào ngày nào họ cũng nhảy giỡn như vậy, mà có khi họ giỡn và có khi họ không có xuất hiện. Thì hai ông mới thắc mắc rồi, nói sao mà có chuyện lạ đời như vậy. Rồi mấy đêm sau liên tục á, là kể như là không có nha, không hề có. Ví dụ như vậy chúng ta chốt lại, tóm tắt cái sự việc này lại để cho dễ hiểu là từ khi ông Bảy dòm thấy tới phiên cái ông mà bắt hai ông dòm thấy là 4 ngày, và sau đó 3 ngày sau vẫn không thấy, là tổng cộng là 7 ngày. Thì không hề dòm thấy nữa, đến đúng một tháng sau cũng rơi vào cái ngày đầu tiên mà ông Bảy ông thấy cái đợt trước đó. Thì cái hôm đó ông Bảy không thấy, nhưng mà nửa đêm nửa hôm ông Bảy đang ở nhà thì chú Út con của ông Hai Nhừng á là đi qua kêu cửa, ông còn ông mở cửa, ông hỏi Út mày kiếm ai có gì không con. Chú Út này thì cái giọng nói hơi run run mà nói với lại ông Cồ rằng á, dạ bá tư tiếp giùm con coi, kêu anh Bảy anh dậy, sao mà hồi chiều tới bây giờ con có cái cảm giác kỳ kỳ. Ủa cảm giác kỳ kỳ là sao? Ôi, mày vô mày ngồi cho tao kêu Bảy dậy. Ông Bảy ông đi ra rồi, chú Út ông mới kể á, là buổi chiều ông cảm giác như là ai giỡn ở xung quanh nhà ông mà ông dòm ra không thấy. Và trước đó thì ông đã nghe ông Bảy một tháng trước á, đã nghe ông Bảy nói là qua kể cái câu chuyện thấy mấy cái dòng nó giỡn ở ngoài trước nhà đó. Thì bây giờ ông có cảm giác, rồi tối đêm đó lâu lâu ông dòm ra thì ông thấy có mấy cái bóng nhảy nhót giỡn, mà ông không có dòm rõ được như ông Bảy đâu, kiểu như là thấy cái bóng chớp qua chớp lại rồi giỡn đó. Có cái âm thanh đó các bạn, cái âm thanh giống như là có người giỡn mình nghe mà mình không thấy, tức mình lắm, cũng lo sợ lắm. Thấy vậy chú Út mới chạy qua và kêu ông Bảy coi tiếp, coi giùm coi là sao. Cái ông Cồ với ông Bảy mới đi theo chú Út về nhà của ông Hai Nhân. Lúc đó ông bà Hai Nhân vẫn ở trong nhà và không có ngủ nha, để chờ con mình về. Đến khi ông Cồ, ông Bảy và chú Út đi về nhà thì lúc đó ông Bảy ông ra ông giùm kỹ lắm nha, ông giùm không thấy. Ông dòm không thấy gì hết. Đêm đó làm như ông Bảy không có linh tính, không có chuyện gì đó. Ông mới không có về nhà. Ông Bảy và ông Cồn mới ở lại ngủ trong nhà của ông Nhân. Đến khuya đi, cũng đang ngủ nghe, chứ không phải là thức canh. Thì ông Bảy ông mới nghe cái tiếng cười đồ nhảy nhót đồ ngoài á. Ông mới lồm cồm ngồi dậy đi. Ông Cồn mới hay, ông hỏi nhỏ, Bảy ơi, Bảy ơi Bảy, con thức dậy làm gì vậy con? Tí ơi, con nghe cái tiếng nó giỡn hết ở ngoài à, để con ra con coi. Tí đừng đi ra chung. Vậy con ra con coi, đứng trong nhà dòm ra tao nghe con. Ông Bảy ngồi dậy, đi ra phía cánh cửa. Còn ông Cồ thì cũng ngồi dậy, nhưng ông không có ra khỏi cái mục. Ông chỉ nằm dòm ra thôi. Ông Bảy lúc này ông đi ra các bạn. Ông đi ra thì ông thấy nó chạy quanh nhà luôn, một cái nhóm cỡ 7-8
cái dòng gì đó, nó không còn nhảy bên trái bên phải hay sao chứ, mà nó chạy quanh nhà, nó chạy mà giống như cái kiểu mà người sống mình mà chạy mà quang hô vậy đó. Nhưng chỉ qua khoảng một vòng thôi, cỡ chừng một phút là mất tiêu, không có thấy nữa. Ông Bảy ông suy nghĩ là đó giờ bản thân của ông chưa gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp này, thì không biết cái phán đoán làm sao. Nhưng ông mới suy nghĩ, ông nói tía ơi, ông vô ông nói với lại ông cổ, sao mà con thấy cái hiện tượng giống như là nó mừng cái gì đó vậy tía. Ông cổ thì ông lớn tuổi, thành ra là ông rất là có nhiều cái kinh nghiệm. Ông mới suy đoán, thì lúc này ông mới kêu gia đình ra, ông nói bây giờ tôi nói cho chú Nhật nghe là tình hình như vậy, theo như tôi đoán là trong nhà sắp có người bị nạn, thì mấy cái vong hồn này nọ nè, nó mừng, nó giỡn, giống như nó sắp được đón tiếp một cái người nhập vô nhóm của nó để giỡn hết này nọ đó, giống như là cái người chết mà nó có cái người chết gần đó, nó mừng. Mà cái trường hợp này thì rất là hiếm xảy ra. Con cái mỗi khi nó làm vậy là dường như là có. Cái nghe nói cái điều đó rồi thì bà Nhân với lại chú Út á, rất là lo lắng. Mà cái nghề của hai cha con là nghề gì các bạn? Cái nghề của hai cha con là cái nghề đốn cây. Đốn cây, cây nhỏ, cây to gì cũng đốn, leo trèo là cái việc thường ngày rồi. Sức khỏe tốt lắm. Cho nên là nói bây giờ nghỉ thời gian đi, chứ đừng có đi, sợ là sinh nghề tử nghiệp rồi mấy cái vong này họ biết là sắp xảy ra cái việc chết chóc đó, cho nên là họ mừng dở, họ sắp đón tiếp cái thành viên mới. Đêm đó bàn vậy thì thiệt các bạn, quyết định không đi mặn, sáng ra đi nói với cái nhóm người mà đi đốn cây trung đó, thì nói là thôi bây giờ tôi không có đi, bữa nay tôi bệnh rồi. À, tôi không có đi thôi, bữa khác ăn mặn. Cái nhóm người đó thì cũng nghe ông Nhân nói là thôi đừng đi mặn, con cái là cái chuyện gia đình mình thấy vậy đâu có nói cho người ta nghe được, không có nói cởi rõ ra mà chỉ nói là bệnh. Nhóm người này cũng đi mặn các bạn, mặn từ sáng tới trưa không có xảy ra cái việc gì hết, cho đến giờ thì họ mới về, họ la lên quá trời luôn. Một người trong nhóm leo lên cái cây để mà đốn cây, thì thường thường cái ông đó với lại ông Nhân là hai người leo, một người leo là người ở dưới, mấy người kia thì phụ theo, giống như là hai người chính đó. Bữa nay không có ông Nhân thì cái ông kia ông mới leo, và khi ông leo như vậy đó, đồng thời nha, cái cây giống như là ở dưới là cưa ở cái mức độ cho phép, chặt ở trên mé nhánh này nọ xong rồi, ở dưới là chỉ chặt em lém rồi, không biết sao cái gịch mà gịch nó không có gãy đi, thành ra là phải leo lên trên đó để mà cột cái dây lại cho nó chắc hơn, để mé thêm một miếng nữa để nó gãy cây, chứ tại vì giống như nãy cột thì gịch nó không có gãy mà nó tuột dây, giống như nó khiến các bạn. Bình thường mấy ông mà thợ đốn cây đốn củi này nọ, đốn những cây lớn, cái dây ông cột đựng hồng mà nó sức chắc chắn luôn, người ta cột theo kiểu là cột mẹo không à, không có đường nào sức hết. Vậy mà bữa đó nó vuột dây ra, buộc lòng cái ông này phải lên để mà cột lại. Thì các bạn phải biết cái quy trình nha, là giống như là người ta sẽ cột, ta mé nhánh ở trên xong, người ta cột dây ở trên đoạn trên á, rồi ở dưới đây người ta bắt đầu nó chặt thấy mà ở cái mức độ rồi gịch là nó gãy rồi, thì người ta sẽ né ra để mà gịch. Mà né ra gịch nó không rớt, không gãy, lại sức cái sợi dây, cho nên là ở dưới nó có cái lằn chặt rồi, thì mấy ông này cũng hơi ẩu đi. Ông mới lên ông cột dây lại. Thì khi mà ông cột dây lại như vậy đó các bạn, thì leo lên trên đó, bất ngờ cái cây ở dưới đây nó gãy, ông té cùng với cái cây và chết. Các bạn thấy ghê không? Đó, thì khi mà ông mắc rồi đó, cũng đưa về để mà chôn cất này nọ, là sau đó là 3 ngày nha. Thì trong nhà nói rồi, thường ngày là cái việc leo đó chủ yếu là ông Nhân. Bữa nay ông không đi, thì trong mấy cái người đó ta nói giống như cái số mà cái ông kia là thế mạng cho ông Nhân vậy đó. Con cái là sau
3 ngày nha. Thì tối bữa đó đó, chú Út lại nghe thấy nó cũng giỡn hết chuyện ngoài đó, mà ông dòm ra ông dòm không thấy đi. Lúc này ông sợ quá, ông tiếp tục chạy vào bệnh kêu ông Bảy. Mà khi ông Bảy đi qua rồi là không có thấy, từ đó đến sáng luôn là không có thấy. Đến sáng bữa sau, nói chung là ông Nhừng này ông cũng không có đi mặn nữa, không có đi mặn. Mà các bạn biết cái người mà ở dưới quê đó, ta có cái nghề đó nó sinh sống mà. Mà thường ngày không có đi mặn, ông buồn, người lớn mà. Cũng có cái việc gì mặn này nọ chứ ở không hoài bức rất lắm. Xui khiến sao ông mới đi ra sau hè các bạn. Ông đi ra sau hè, ông theo kiểu là đi hóng mát vậy thôi. Mà cái dân leo cây chuyên nghiệp mà, dòm thấy cây này cây kia hay dòm cây này chèo qua chèo lại, ông dòm dòm sao ông thấy một cái ổ ong. Ổ ong mặt á, mà nó lớn lắm. Mà theo kinh nghiệm ông nói là cái ổ ong mặt này biết bao nhiêu là mặt. Đó ông nhìn ông mê, sao ông biết cái ông leo. Ông leo ông té ông chết các bạn. Ông Nhừng ông leo ông té chết. Là cỡ mấy tiếng đồng hồ sau mọi người trong nhà mới hay á nghe. Hay rồi mới ra rồi cũng kêu cũng đưa ông vô. À, đưa ông vô để mà chôn cất thì nói chung tai nạn mà ai đâu muốn. Cái bữa đó là liệm vô quan tài xong rồi nghe, qua bữa sau rồi đem chôn đó, ông Bảy cũng đứng ra làm những cái thủ tục đó thì giống như cái này người ta biết rồi các bạn, số tránh nông khỏi. Đến cái hôm mà đem chôn đó là khoảng 9 giờ sáng của hôm sau mới khiêng ra, bốn mông khiêng. Khiêng ra khỏi nhà rồi á, đi một đoạn rồi thì bốn cái ông này mới ông nhăn mặt. Ông nào cũng lực lưỡng chứ kiểu mà cái xác người có nhiêu ký đâu. Rồi thêm cái gỗ một lần là gỗ gòn nữa các bạn, nó rất là nhẹ. Mà sao mấy ông này ông nào mới nhăn mặt đi kêu bằng rung rung, mà thậm chí ông kêu mấy người kia tiếp nữa. Ông Bảy ông mới thấy. Ông không thấy rõ nha, ông không thấy rõ là hình dáng của người đó vậy thì không. Mà ông thấy lờ mờ, tôi nói nó nhảy nhót, nó mừng, nó nhảy lên chỗ cái quan tài nó mừng. Cho nên là mấy ông này, mấy ông nặng. Nặng ở đây không phải là cái trọng lượng nặng, mà nặng cái mạng số các bạn. Giống như cái mạng số của bốn ông này đâu có ông nào phải là phải hợp chứ tất cả những cái dòng đó đâu. Thì nó cảm giác nó nặng bằng cái giống như là cái siêu nhiên cái tâm linh, chứ không phải là cái sức nặng của cái hợp. Đó, thì bốn ông này nó nặng quá, nặng quá. Cái ông Bảy ông ra ông thấy đi, ông mới giải đồ ra ông cúng. Thì họ nhảy xuống, họ không ở trên cái hồn nữa. Rồi nó cũng đem đi chôn cất. Giờ cái ông Bảy ông kể cho ông còn nghe là cái lúc chôn con thấy vậy, Tế ơi. Nó vậy đúng rồi mày ơi. Vậy là nó biết chú Nhừng này nè, là sắp chết. Cho nên là nó mừng. Và cái số này lắng như qua không khỏi. Ông còn với ông Bảy cũng suy nghĩ vậy thôi chứ cũng qua rồi thì thôi các bạn, chứ đâu có tội nghiệp thì tội nghiệp rồi đó. Nhưng mà có một cái là không lẽ để đó mà suy nghĩ trong đầu hoài. Thì đến 49 ngày của cái ông Nhừng này, hôm đó là sớm chờm lợi cũng đông, kiểu cũng 49 ngày á, lợi rồi cũng ban đêm mà mọi người đang ngồi vậy đó. Ông mới nhập vô một cái cậu thanh niên hàng xóm. Ông Nhừng này ông nhập vô, cậu đó khoảng chừng là 15-16 tuổi ha. Ông nhập vô rồi á, ông mới lợi ông dòm bà Nhân với lại chú Út, ông khóc. Lúc đó người ta nói trời ơi thằng này làm gì vậy, bữa nay 49 ngày rồi khóc vậy khơi thêm cái nỗi buồn cho gia đình người ta, chắc nó nhỏ nó không biết đó. Thì cái cha của cái cậu thanh niên đó là mới đi vô để mà dắt ra, nhưng mà mới vô đụng vô ông quay mặt qua ông dòm một cái là cái người này tự nhiên buông cái tay ra, giống như cái sắc của cái dòng á, làm cho cái người cha sợ giật mình lúng túng không biết làm sao trên. Ông Bảy ông dòm vô, nói chung thì ông đâu có giỏi tới mức độ ông dòm vô biết dông nhập đâu, nhưng mà khi ông dòm vô cái thì cái ông đó dòm ông thì ông dòm cái mắt nó thấy nó lạ. Rồi cái ông mới nói thằng Bảy ơi, tao nè, tao là chú Nhừng mày nè, ông nói vậy đó. Thì lúc này mọi người mới phát hiện ra là ông Nhừng ông về ông nhập. Nhưng để chứng minh cho cái điều đó, chú Út mới hỏi, nói là nếu như mà tía dập vô cái em này á, thì bây giờ tía nói coi cái bữa đó là ở trong nhà con có đưa có tía cái gì đó tía nhớ không. Trời ơi mày hỏi tao, tao kêu mày chứ đâu phải là mày đưa tao. Nói vậy luôn á, là thật sự á, là ông kêu chú Út lấy cái đó đó, đưa cho ông đưa lại cho chú Út. Ông coi ông kiểm tra rồi ông đưa lại cho chú Út.
Mà chú Út thì không có hỏi là bữa đó phải vậy không tía không. Ông làm bộ ông nói là bữa đó vậy đó, này con đưa cho tía. Ông mới chặn lời, ông nói mày, tao đưa cho mày chứ không phải mày đưa cho tao. Mày đừng nói mày đưa cho tao là chính xác rồi. Rồi thêm cái thường ngày mẹ con ở nhà, rồi trong gia đình mắc người thân mà đau buồn rồi khóc lóc làm sao. Ông chỉ ông nói má mày tối bữa đó là mày nằm ở trong bụng mày khóc á, là mày có khi mày không có kìm được cái tiếng của mày, má mày nghe má mày cũng trong buồn khóc, hai mẹ con mày khóc rồi tao cũng ngồi đây tao khóc luôn. Cái chuyện mà má con ở trong nhà ngủ rồi khóc mạnh, người nào nó khóc sợ con mình biết nó buồn, còn con khóc thì sợ má mình biết lại buồn, thì chỉ có hai má con, thậm khi cái người con không biết người mẹ khóc nữa. Vậy mà ông nói rõ ra hết, ông nói mày khóc ở ngoài, mẹ mày khóc ở trong buồn, tao cũng ngồi đây tao khóc. Ông nhắc lại thì lúc đó biết hết trơn rồi. Ông mới quay sang ông dòm ông Bảy, ông nói tao cảm ơn mày nghe Bảy. Thì ông Bảy mới nói có gì đâu mà chú cảm ơn con có làm gì đâu. Trời ơi, nhờ mày ha, mày liệm mày cúng này nọ mấy cái vong nó không kéo tao theo đó. Ý ông nói là kéo theo kiểu là nhập nhóm với mấy cái vong đó đó các bạn. Có ông Bảy ông liệm xác này nọ đó, rồi ông cầu nguyện, có chuyện cái sự thành tâm của ông trong đó rất là lớn so với cái người bình thường. Nó như cái mạng số ông nó thuộc về cái đó rồi. Ông mới cảm ơn, ông nói là nhờ mày cúng, rồi cái bữa đó cũng nhờ mày đuổi nó ra, chứ không thôi nó cứ đè lên người ta hoài, ta chịu đâu có nổi. Mấy người kia là chưa khiêng này nọ thì cảm giác trong người nặng vậy thôi, chứ có nặng thiệt đâu. Còn tao á, là tao bị đè nặng thiệt nè. Đó, thì xong rồi một hồi sau ổng mới nói, ổng không nói rõ ràng như là bảo kể nha các bạn, các bạn phải liên tưởng cho cảnh tượng đó. Nói nó bốc lắm, rồi gồng sức này nọ nói, rồi khóc này nọ, nó cũng quằn quại lắm. Có một cái là bảo kể vậy cho mọi người dễ nắm bắt, chứ dễ khỏi phải giả giọng cái đó cũng đuối lắm. Thì sau đó ổng mới nói á, là ổng còn hỏi vậy nè. Ổng nói chú Nhân ơi, sao mà giờ tôi hỏi chú cái này được không? Cái ông mới nói là cái nào mà tôi hỏi tôi trả lời được thì tôi trả lời, còn cái nào mà người ta không cho là trả lời không được. Đó thì ông cổ mới hỏi, ông nói là sao cái đợt đó là chú nghỉ ở nhà rồi thì có người thế mạng cho chú rồi, là cái ông mà trèo lên té chết á, sao mà chú còn chết? Thì ông mới kể cái chết của ông. Ông nói là tôi thấy là cái tổ ong, tôi leo lên tôi bắt mà tôi chợt chân tôi té chết. Cái ông mới nói là nhưng mà tôi không chết cái đó thì tôi với thằng kia cũng chết hả. Ông nói vậy đó, cái mọi người cũng súng lại hỏi cái này cái kia. Cái ông nói đi ra ngoài đi, ông đuổi ra ngoài, ông đuổi mấy cái người trong xóm ra ngoài, mọi người mới đi ra ngoài. Cái ông nói theo kiểu như là tôi nói nhỏ cho nghe như cái số của tôi á với cái thằng đó là chết cái bữa đó, mà nếu như mà tôi có đi mạng đi thì tôi sẽ là cái người leo lên trên đó. Tôi leo lên trên đó là cũng gãy, nhưng mà gãy bất thình lình, là cái thằng này hồi nào giờ nó mặn chung với tôi là tôi lên trên nó sẽ đứng ở gần ở dưới nó canh, thì nó sẽ né không kịp là tôi té chết, còn nó là bị cây đè chết. Nhưng mà cái số tụi tôi tới đó là chết á. Nhưng mà bữa đó cái tôi né là thằng Bảy nói tôi nè, tôi mới né. Tôi né xong rồi, nhưng mà cái số tôi chết thì cũng kéo được mấy ngày sau tôi cũng chết. Tôi không chết vì cách đó, tôi cũng chết vì cái khác, là tôi tới số rồi. Ông nói vậy đó nghe. Thế thì ông mới kêu vợ con không thôi đừng buồn, số ông vậy rồi, ai cũng có số hết trơn á. Ông nói vậy đó. Ông nói là ai cũng có số hết trơn, mà cái số chết thí dụ như cái thọ mệnh của mình tới đó, nhưng mà làm điều tốt, làm lành này nọ thì cái mệnh mình nó sẽ dài hơn. Bản thân ông cũng là cái người như vậy đó. Có cái là cái phước đức còn không quá cao, cho nên là chỉ kéo được 3 ngày sau thôi. Thì ông nói theo kiểu nói chung là nói nhiều, nhưng mà tóm ý lại là ông không có nói rõ ngay vô nghe. Ông nói giống như là người mà có cái mạng số tới đó, ví dụ như 50 tuổi đi, mà khi mà họ tích đức tích phước này nọ thì họ sống thêm được vài năm, và khi mà họ mắc họ ra đi thanh thản. Có cái mà số đã gọi lên rồi thì tránh né cũng không được, nhưng mà cái mệnh sống thường ngày là đổi được nha. Sống tốt thì cái đó để đổi đó, đổi là tăng cái tuổi thọ lên, hay là cuộc sống nó thoải mái hơn, rồi khi mà họ mắc đi rồi thanh thản hơn,
chứ không phải mà cứ ngồi không đó rồi cứ đòi bao nhiêu cái điều tốt đến tới mình là không có. Thì xong cái sự việc lần đó rồi đó nha, ông cũng xuất ra này nọ, ông cũng đi. Trong sớm người ta nói là ông Bảy này ông rồi, cái kiểu như vậy là ông làm cái nghề này suốt đời rồi, thiệt các bạn. Cái lúc mà kêu ông cưới vợ á, cũng thấy hơn 30 hơn rồi, mà giống như cái nghề đó cưới vợ bình thường có gì đâu. Mà sao ông không có chịu? Ta nói ông còn cũng ép này ép nọ đồ, ông cũng không có chịu. Bảy không chịu. À, thì mới cái đợt đó sao mà ông thương đi. Ông đầu 33 tuổi á, cái ông có thương một cái cô nào đâu á, ở cách đó đâu vài cái số. Ông mới để ý cái cô đó, nói chung là cổ cũng chịu, có cái là gia đình cổ thì hơi giống như là có cái phần bài xích ở cái chỗ là chồng mày nếu mà nó cứ bây giờ tối ngày nó cứ đi làm cái chuyện đụng chạm với người chết xui xẻo lắm. Thì cái cô này cái cổ không nghĩ như vậy. Cổ nghĩ là anh Bảy anh làm chuyện đó là anh làm chuyện tốt mà, có gì đâu. Đó thì nói chung là con cái hồi đó thì phải nghe lời cha mẹ thì nói nào ngay. Cái gia đình nó cũng nể gia đình của ông cổ, thành ra là khi mà ông cổ qua ông đánh tiếng thôi chứ không phải là đi qua rạm hỏi. Cái giống như cái duyên số của ông không được hay sao các bạn. Qua thì tới khi mà tụi nó cũng chẳng ai khoai cũ đông năm mấy trời á, thì bên đàn gái á, gia đình họ mới chấp nhận đi và hẹn cái ngày tốt để cho bên đàn trai qua coi mắt đàn gái, là coi như là ok rồi, sớm chờ người ta cũng mừng nó rồi, chứ này ông Bảy có vợ rồi, tuy là hơi trễ nhưng mà có vợ rồi, có người mà năng khăn sửa túi rồi. Thì khi mà qua coi mắt rồi đó, đâu cần tháng mấy sau đi, đùng cái ông mà ông ba chồng mà ông bệnh nó mắt, ông ba vợ các bạn, ông bệnh nó mắt. Thì nói chung nào giờ cái bệnh của ông nó lâu rồi chứ không phải là mới đây, nhưng mà nó ngặt cái nên lại phát ngay cái thời điểm đó. Thì khi mà mắc rồi đó, con gái mà cha mới mắc là đâu có cưới xin gì được, đeo tang cho cha xả tang này nọ mới tính. Hồi đó thì cái phong tục đó nó hơi kỹ nha, cái cũng tang là thấy này nọ xong rồi đến cái ngày mà sắp tới cái ngày giống như là mình đổi ngày lại đó, cũng còn tháng mấy nữa tới rồi, tới phiên cái bà má vợ bà bệnh mà bà bệnh nặng nữa mới ghê đó. Thì lúc đó mới chăm sóc, nói chung ông Bảy cũng tới lui chăm sóc, thì bà cũng không có cản trở gì, bà chỉ nghĩ là cái số thôi, rồi mình bệnh rồi con rể mình tương lai của mình nó cũng chăm sóc mình chu đáo đàng hoàng. Nói chung bà cũng thương, cũng ưng trong bụng rồi, con cái hết bệnh xong cái gần tới bệnh nữa, nuôi cả tháng trời vậy đó, khỏe xong rồi chuẩn bị tới cái ngày đám cần 5-6 bữa nó tới ở bệnh nữa đi. Cái cô vợ của ông Bảy mới thấy kỳ là tại sao mà cứ gần tới cái ngày cưới mình là xảy ra chuyện, bây giờ ba mất rồi còn có mình mẹ hả. Thì cổ mới không dám cổ mới nói thôi bây giờ đợi vài năm nữa đó. Cái dời lại, nói chung đã trễ rồi, trễ luôn đó, dời lại rồi thì tự nhiên cái bà khỏe. Thì thành ra cái cô này cũng hết hy vọng rồi, cũng nghĩ là nếu mà hai bên cưới nhau, nhưng cái này thì cũng không biết là cái số hay là nó trùng hợp sao thì không biết các bạn. Nhưng mà cuối cùng á, là cái cô này cũng không dám. Và ngay cả ông Bảy cũng nói thôi, tình duyên mình sao lận đận quá, lỡ như mình cưới vợ mà ảnh hưởng tới ba má vợ vậy thì thôi khỏi cưới luôn. Thì cuối cùng Bảy không có vợ, nó ngặt nghèo vậy đó các bạn. Thì tại sao bảo đợi gặp cái việc mà có vợ chứ không có vợ, nó như thế này là sau đó thì cái cô vợ hụt của ông Bảy đó cũng có chồng, tại vì cũng con một mà có chồng sống cũng hạnh phúc cũng bình thường. Thì bà má vợ hụt đó cũng quý ông Bảy lắm, ngay cả cái người chồng rồi cũng qua nói chuyện rồi vui vẻ bình thường, lúc đó là hai người coi nhau như bạn rồi, nói chung là rất là đáng quý cái tinh thần cũng như là cái cách sống của ông Bảy, và kể cả cô vợ hụt của ông Bảy và cái người chồng bên kia luôn, bà má vợ luôn. Bởi vậy là quý như nên vợ mới kể ra. Và thêm một cái nữa là ở trong đó đó, em ruột của cái bà má vợ đó, thì cái ông này ổng
thứ tám, có nghĩa là cậu tám của cô vợ Hùng. Thì cậu tám nó cậu mắt, mà bây giờ là hai vợ chồng của cô vợ Hùng này bây giờ cũng có con cái với nhau hết trơn rồi, sống đầm ấm vui vẻ rồi cũng tới lui này nọ thăm hỏi nhau, coi nhau như bạn. Thành ra là khi mà ông cậu tám ông mắc thì mới qua kêu ông bảy, nhờ ông bảy qua liệm giùm. Tại vì nói chung ông liệm nhiều cái lắm, và đặc biệt một điều là cái vụ của ông Nhân đó các bạn, thì không phải là ai sắp chết thì gặp nhẹ nhảy vậy là ông bảy cũng gặp hết không đâu. Có những cái trường hợp người ta chết nào ông đâu có hay đâu, ông đi qua lại hoài ông đâu biết gì đâu, giống như có cái thấy có cái không, mà giống như người ta nói theo kiểu là ông đứng ra ông cầu nguyện, ông liệm cái xác á, thì cái sự thành tâm toàn tâm toàn ý của ông á sẽ giúp cho cái vong linh, cái hương linh được thanh thản ra đi. Cái quan niệm của ông ta là vậy, thành ra là cũng qua mời ông để ông bảy mà nhận lời. Cái tối đêm đó thường liệm ban đêm không mà các bạn, thường cái tầm 8-9 giờ đó là cái tầm mà cái giờ tốt. Ông ấy vô ông liệm đi, ông chuẩn bị liệm rồi. Còn cỡ chừng 15-20 phút nữa là liệm. Mà ông Bảy ông rất là kỹ nha. Ông rất là kỹ. Trước khi mà liệm khoảng 10 phút á, là ông hay rửa mặt, rửa tay này nọ cho nó sạch sẽ. Nói chung là ông cũng sạch sẽ trong người chứ không có dơ bẩn gì cả. Nhưng mà tới phiên chuẩn bị làm á, là ông sẽ rửa sơ qua một lần nữa. Đó, sạch sẽ mà ông kỹ lắm nha. Ông hái mấy cái bông á, rồi ông ngâm vô cái nước đó để ông rửa. Thì lúc đó là lúc nào cũng vậy, chân ông qua ông ngâm rồi ông để phía sau bếp á. Đó, thì tới gần tới giờ ông sẽ ra ông rửa. Ông rửa rồi thì ông mới chuẩn bị đi lên. Thì cái lúc đó đó ông mới thấy là cái đường nhà của cái người này nhà đất, mà nó rất là hẹp nha, nó hơi nhỏ vậy nè, nó khoảng chừng thước mấy người ngang vậy nè. Ông đi lên ông mới thấy cái bóng lưng của một cái người đàn bà. À, đứng theo kiểu là cản. Thì lúc này ông sợ trễ đi, ông mới đi ra ông nói tránh ra cho tôi đi cô ơi, để trễ giờ. Thì cái bà đó cũng đứng im. Tới khi mà ông đi gần tới rồi, ông nói cô tránh ra cho tôi đi để trễ giờ người ta. Nói chung là không phải cái tính ông Bảy ông cọc cằn, mà là do ông không dám làm chậm trễ cái giờ đó. Ông giữa này nọ lúc đó ông như đâu phải là có cái đồng hồ đeo tay này nọ đâu biết. Để canh nợ sắp tới giờ đó nha, cho hay vậy, sắp tới giờ nó còn 10 phút này nọ, 5 phút này nọ. Thì cũng có những khi người ta cho hay sớm, cũng có những khi người ta cho hay trễ. Thì còn chừng 7 phút à, ông giam giữa thì ông sợ trễ, thà là ông lên đứng đợi đó. Thì cái bà này bà mới bước qua sang bên, bà liếc ông vậy nè. Thì cảm giác được bà này liếc, nhưng mà lúc đó ông Bảy ông không có để ý, không có quan tâm. Ông chỉ sợ trễ thôi. Thì ông đi ra đi, ông ra ông liệm xong xuôi đâu đó rồi hết trơn. Chỗ cũng quen biết, cho nên là đêm nay ông Bảy ông quyết định là ông ở lại, chứ ông không có về nhà. Thì ở lại đám ma mà, lâu lâu cũng vô cắm cây nhang, đốt cây nhang, khấn vái. Còn bình thường thì ông mới ngồi ở ngoài á, nói chuyện với người này người kia á. Rồi mấy ông lớn tuổi này nọ kể chuyện này chuyện kia các kiểu này nọ. Thì cũng có hai cái bàn, mỗi bàn nó 5-6 người vậy nè, hai bàn hai bên vậy nè. Cái từ tới khuya đi, cũng nhiều ông cũng lớn tuổi này nọ cũng mệt, cũng đi nằm nghỉ, còn lại chừng 2-3 người ha. Cái ông Bảy ông mới đi ra, ông đi ra là kiểu bắt vệ sinh đó các bạn, đi tiểu vậy thôi. Cái ông mới đi tiểu, ông đi tiểu thì khi mà ông đi vô á, ông Bảy rất là ông có một cái điểm gì nè, ông cấm không có ai cho, mà cái lúc mà cái quan tài người ta để cái cửa nhà đó, liệm xong rồi đó, thì bàn ghế ở ngoài trước nè, mà cái nhà là các bạn biết nhà đất á, thì ở trong cái bàn thờ nghe xuống là cái quan tài, rồi bước vào một hai bước thì sẽ có cái ngạch mà bề cao đó, kêu bằng ngạch cửa đó, là bước qua đi ra mấy bước, ba bước nữa là tới cái mái hiên rồi. Cái mái hiên bằng lá đó thì không ai được đứng ngay cái vị trí giữa nhà đó, dòm vô nghe. Ông Bảy ông rất là kỵ mấy cái chuyện đó. Một là bước hẳn vào bên trong cúng kiến lại gì đó thì đứng cúng kiến lại, còn mà đứng ở ngay cái vị trí đó mà dòm lăm vô bên trong là ông không chịu. Ông kiên cái điều đó. À, cái ông mới đi thì lúc này cái vô tình làm sao mà mấy cái ông mà ngồi chung với ông hồi nãy đó,
người ta mới đi bọc ra phía sau, người ta làm cái việc gì vấn đề vậy chứ đó. Thì ông Bảy ông mới đi, ông thấy tự nhiên cái lúc đó ta đi ra phía sau đó các bạn, dùng đèn đuốc hồi đó nó cũng ít chứ đâu phải nhiều, đi nó cầm đèn tôi đi theo, làm cho cái chỗ đó nó có vô tình nó tối đi, nó chỉ có cái ánh sáng đèn ở trong cái bàn thờ ở trên cái mấy cái đèn cầy của cái quan tài đó, thì nó dại ra nó mơ mơ hồ hồ vậy thôi. Ông dòm cái dáng người đó thì cũng như lớn tuổi đi, ông cũng phạm vô cái kiên kỵ của ông không chịu. Ông nói ai cái cô đó chị tránh ra coi, làm gì mà đứng đó, đừng có đứng ngay chỗ đó, không nên. Cái bà này cũng quay mặt lại, bà dòm xong cái bà liếc lẩm bẩm gì trong miệng á. Cái ông Bảy ông bực, ông nói là thôi cô đi qua một bên đi, cô phải người nhà hay không mà người nhà cũng không được đứng vậy nữa, đứng vậy là không có nên. Cô xích qua đi, xích qua liền đi. Cái bà ve lại cái bà đi bọc ra phía sau mất tiêu. Ông Bảy ông tức quá đi, ông mới đi vòng ra phía sau luôn. Ông hỏi coi bà ra, coi cho ra cái bà này là ai. Đó thì ông mới hỏi, ông nói hồi nãy tôi gặp cái bà mặc áo bà đen, bà đứng dưới cửa nhà, bây giờ sâu vô trong nhà vậy đó. Mà tóc của bà là tóc quắn nha. Hồi đó người ta hay quắn tóc bằng mạng kêu bằng cái gì nè các bạn. Cái kẹp gì mà quắn lại rồi lấy cái đồ chùm chùm vô đó. Hồi đó người ta quắn tóc bằng vậy không hà. Đầu bà là quắn tóc nha, mặc đồ đen, tướng mặt mập. Trời ơi, ông nói ra rồi đây, con cái trong gia đình nó mới xanh mặt đi. Nhưng mà nó chưa dám nói cho ông nghe. Tại thấy ông đang bực. Cái ông thấy ông dòm nó nè, mới đi về đây nè, ông chỉ. Giờ không thấy. Mẹ nó thấy rồi. Con cái nó cũng nói chắc cái bà nào hàng xóm bà không biết. Nó chỉ nói vậy thôi. Thì qua bữa sau mới đem chôn cất bà này nọ. Là cái giống như là cái mạng số của ông Tám này nè. Ông cậu Tám này nè, kiểu như là phải chôn là chôn cái kiểu mà 6 giờ sáng á các bạn. Giống như là cái giờ người ta coi á, thầy cúng đồ coi là phải giờ đó. Thì cái đó là cái quyết định của gia đình thôi. Đó thì sáng mà bữa đó thì trời nó chuyển mưa. Chuyển mưa thành ra là 6 giờ sáng nhìn nó lờ mờ lắm. Rồi ông Bảy mới sắp xếp lời con cháu là cái người nào đứt tôm, người nào sao đội tang, cái người nào cầm cái lư hương. Đó, cái người nào bưng cái lư hương, rồi cái người nào bưng đèn này nọ, rồi cái người nào cầm dù. Đó. Thì ông đang sắp xếp vậy. Cái hướng đi ra để mà quẹo ra phía sau để chôn cắt cho ông Tám này á, là cái hướng là cái quan tài khi mà đi ra đó là không có được mà quay vòng nha các bạn. Quay vòng là người ta sẽ sợ theo cái kiểu là vòng lại con cháu đó. Cho nên là đi á, là phải ra khỏi nhà, cái đầu của cái quan tài là phải đi thẳng ra ngoài trước rồi mới tẻ ra con đường. Thì ở ngay cái vị trí đó nó hơi hẹp, con cái thì cũng phải chịu thôi. Đến khi mà những người ta khiêng lên á, ông Bảy sẽ dòm ra ông coi, ông quen cái nết rồi, ông dòm ra ông gặp con người đứng ngoài đó. Đứng ngay cái chỗ quẹo đó đó. Ông mới đi ra ông la. Ông nói, tránh ra sao mà đứng đó. Mọi người cũng giật mình quay mặt ra dòm mà có ai thấy gì đâu. Thì lúc này ông Bảy ông thấy cái người đó đi rồi thì ông cũng không quan tâm. Ông nhìn lại cái da khỏi cánh cửa chưa. Đó thì khi mà chôn cắt xong rồi, thì có người mới hỏi ông Bảy á, chú Bảy ơi, hồi nãy anh thấy chú chỉ ra ngoài đó, nó có ai đứng ngoài đó sao lúc đó? Anh cũng hỏi mấy người rồi, không ai thấy chứ á. Ủa có mà, cái bà, nhớ là cái bà này cũng giống như bà hồi tối nè. Không mà mập, áo bà đây đen. Rồi bà cũng đầu quắn, đó. Thì ông nói cái đó rồi. Gia đình đó, lúc này mới nói cho ông nghe, nói sao mà anh nói giống như là hồn của má em. Có nghĩa là bà mà Tám á, vợ của ông Tám á, là mất trước đó năm mấy rồi. Mà cái đám đó thì ông Bảy ông không có qua. Không có qua liệm, người khác liệm. Đó. Mà hồi đó thì kiểu giống như là trong nhà không có cái gì ảnh, chỉ là cái hình bằng hình vẽ các bạn. Đó, cho nên là ông đâu có biết đâu. Ông đâu có biết mặt của bà Tám này đâu. Rồi ông giờ ông thấy như vậy thì thôi cũng vậy đi. Cái qua cỡ một năm, cái ngày đám giỗ của cái bà đó, đám giỗ của bà Tám đó, cũng mời ông Bảy qua. Ông Bảy ông qua rồi cũng vô ăn đám tiệc vậy, tóc ngang bả nhập vô chào bả đi.
bà cũng nhìn con cháu bà cũng cười thôi, chứ bà không có phải là bà ở hàng học này nọ. Thì thấy bị nhập vậy đó, cái ông Bảy cũng vô, ông vô thì bà chỉ ông Bảy á, bà nói thằng này nè mày làm gì á, hồi đó ông chết rồi tao đợi chồng tao, mắc mớ gì mày đuổi tao hoài, mày đuổi tao 3 lần. Thì tức là 3 lần ông Bảy gặp, một lần là đứng ở trong nhà đứng cản cái đường đi của ông trước cái giờ liệm, cái lần thứ hai là đứng ở trước cửa nhà dòm vô phạm cái kỵ của ông, lần thứ ba là lúc đưa quan tài đi bà đứng ngay cái đường quẹo, bà mới chỉ mặt ông Bảy mới nói là tao đợi chồng tao, mắc mớ gì mày la mày đuổi tao hoài vậy mày. À, thì lúc đó ông Bảy ông mới cười, ông nói trời ơi thím cậu mợ thông cảm đi, lúc đó tôi đâu có biết mợ đâu, tại vì nếu mà bình thường thì cũng tôi có thể tôi nhận ra mợ là cái hồn, nhưng mà lúc đó trong cái lúc mà mợ xuất hiện đó, toàn là những cái lúc mà nó gấp gáp không, thì thiệt toàn là những cái lúc mà vội vã gấp gáp không ạ, cho nên là ông Bảy ông không có nhận ra, tại vì cái đầu óc ông tập trung vào cái sự việc bên trong rồi, thành ra là ông mới giải thích như vậy. Cái bà mới nói thôi tao nói mày vậy thôi chứ tao cũng cảm ơn mày, nhờ mày liệm cho ổng rồi ổng đi với tao nhẹ nhàng lắm, cảm ơn mày nghe. Thì nói xong ổng nói chuyện với con cháu rồi từ xích ra đó. À, rồi thì câu